Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Dạ, kính chào quý thầy, quý cô, quý vị học viên, quý Phật tử. Mùa dịch cho nên là lớp học chúng ta cũng có phần gián đoạn. Đây là lớp Hán cổ học kỳ 6 khóa 5. Thì theo chương trình là do Ni Sư Kiên phụ trách. Và có lẽ từ trong Tết với thầy với cô có thể là chỉ là lên một hai tuần và rồi sau đó chúng ta nghỉ cho tới ngày hôm nay. Và bây giờ theo chương trình của học viện là tuần này, tuần sau nữa là chúng ta thi giữa học kỳ và tuần sau nữa là cuối học kỳ. Cho nên là ngày hôm nay là chúng ta là ôn thi chứ không phải là trình bày những cái bài mà nội dung chúng ta học. Vì là ôn thi cho nên sẽ trình bày một cách đơn giản. Thật sự hôm nay đáng lẽ là phần của Ni Sư Kiên nhưng mà Ni Sư bận cho nên lên để mà chia sẻ với lớp. Thì trước khi chia sẻ thì quý thầy quý cô có ý kiến gì về cái chương trình nội dung học thì cũng cho tệ biết để mà tệ đầu chia sẻ cái bài vở ạ. Mô Phật, dạ không có gì thì tệ xin phép chia sẻ bài vở, bài ôn tập gì, bài ôn tập học kỳ cũng như là cuối học kỳ. Đây là đề cương, đây là cái khác là mục lục tất cả những cái bài học của chúng ta học kỳ 6 khóa 5 khoa đào tạo từ xa môn Thắng Văn. Thì ngay từ đầu ngày đầu tiên vào lớp thì tôi đã phát cho lớp, hay lấy cái khác là đưa cho phòng photo để photo cái bài cái trang này. Thì trong này gồm có bài gì hay nội dung học hay là tuần mấy đều ghi rất là rõ ràng. Ví dụ như tuần 1 thì chúng ta sẽ học 4 bài là Trạch Hầu Hữu Viên và bài 52 trong sách Toàn Thư Tự Học Chữ Hán. Bài 51 và bài 52 là bài thử. Một bài khác thuộc về Phật Pháp là Tâm Chân Như và Người Ngu Ăn Muối. Bài Người Ngu Ăn Muối là trong Kinh Bách Dụ. Như vậy tuần thứ nhất là chúng ta đã học 4 bài này. Là xin hỏi lớp chúng ta đã học qua rồi đúng không ạ? Dạ, học chưa bốn bài này học chưa, cái thầy cô một vị phải mở mic để trả lời. Dạ, xin hỏi mấy thầy mấy cô bốn bài đó chúng ta học chưa? Khi mấy thầy mấy cô trả lời thì chúng ta phải bấm vào cái mic chúng ta mới trả lời được. Nếu chúng ta không bấm mic chúng ta nói thì ở đây tại sao không nghe? À, Diệu Tâm biết cách bấm mic trả lời, cái này học chưa? A Di Đà Phật. Con thưa sư cô là con có in và học. Còn trên mạng thì vì là con ở miền Bắc nên con chỉ học theo, trên bài trên sách đọc. À, Diệu Tâm ở ngoài Bắc hả? Dạ vâng. À, nếu ngoài Bắc thì học Zoom này là quá hay luôn, đúng không? Dạ vâng ạ. Bây giờ là đầu tiên đấy sư cô, chúng con thấy là có cái chương trình học này là chúng con rất là phấn khởi. Mong là cô có thể dạy thêm cho chúng con nhiều những cái chương trình như thế này để chúng con được học ạ. Bởi vì ở miền Nam chúng con chỉ học theo trên sách thôi, và cách phát âm hay là cách cây mà sư cô dạy là chúng con không được được truyền hình trực tiếp như này là chúng Đúng rồi, đúng rồi. Thì Diệu Tâm nói cũng đúng ý, sư cô cũng muốn tâm sự chia sẻ với lớp là đào tạo từ xa, chúng ta không có cần phải lên lớp, chỉ cần theo dõi, nghĩa là từ xa, đúng là danh từ từ xa. À, các thầy cô như quý học viên ở gần, chúng ta có thể tới học viện,
chúng ta lên lớp để nghe từ giảng viên và sau đó ôn tập lại tại nhà. Và các vị mà không có lên lớp thì chúng ta sẽ download cái file MP3 xuống để nghe. Và thật sự cái file MP3 nếu chỉ là môn tư tưởng thì tôi nghĩ là có một cái phần nào đó cũng là dễ hơn môn Hán cổ. Môn Hán cổ mà thực sự được dùng cái Zoom này để mà lên lớp và trình chiếu như thế này thì ngoài cái MP3 qua những cái khóa mà tôi cũng lên lớp và ghi lại cho lớp á, thì tôi thấy hơi có một cái phần khuyết điểm là tôi nói nhưng mà không có cái file trình chiếu. Ví dụ như bây giờ tôi nói là chúng ta học 4 bài thì rõ ràng quý thầy, quý cô, quý như quý Phật tử chúng ta sẽ nhìn thấy cái mục lục này đưa lên, chúng ta sẽ theo dõi được. À, 4 bài tôi muốn nói ở đây là bài 51, 52, một bài Phật Pháp là Tâm Chân Như và bài Người Ngu Ăn Muối, chúng ta sẽ theo dõi rất là rõ ràng. Cũng như vậy, những cái bài PPT trình chiếu vừa có MP3 mà vừa có hình ảnh như thế này chúng ta học dễ hơn. Thì đó, phải nói rằng trong quá trình mà chia sẻ trong cái mùa dịch với Tăng Ni Sinh thì cũng thấy là nó tiện ở chỗ này. Cái đầu tiên mà trường yêu cầu lên Zoom thì tôi cũng hơi hơi nghĩ rằng, nghĩa là không biết làm sao để trình bày tại vì chưa biết cái phần mềm này. Nhưng mà từ đó cũng mày mò tìm hiểu và cảm thấy nó hay ở chỗ này. Và như vừa Diệu Tâm vừa nói là đúng, nếu từ miền Bắc hoặc miền Trung, miền Nam rất là xa, không lên lớp được, thì chúng ta nhờ cái phần Zoom này về vừa nói vừa trình chiếu này chúng ta sẽ theo dõi được dễ hơn. Như vậy là Diệu Tâm ở xa thì thôi không nói. Thì lớp nếu có ai biết cách mở mic thì khi nghe thầy hỏi thì mở mic để thầy biết là để nói có đúng hay không. Ví dụ như trong Tết khóa 6 thì tôi lên được một tuần, còn khóa 5 thì Ni Sư Kiên lên thì tôi không biết là dạy được mấy tuần. Thì ít nhất là một tuần là chúng ta đã học 4 bài. Theo cái lịch là tuần 1 là chúng ta học 4 bài. Thì yêu cầu ví dụ bài 51 thì chúng ta sẽ viết chữ Hán, phiên âm dịch nghĩa, các ví dụ trong bài và ngữ pháp. Bài 52 thì giảm lại, thầy viết chữ Hán, phiên âm dịch nghĩa, ngữ pháp. Bài Tâm Chân Như viết chữ Hán, phiên âm dịch nghĩa, ngữ pháp. Bài Người Ngu Ăn Muối thì chỉ yêu cầu dịch nghĩa và viết cảm tưởng. Tuần 2 chúng ta sẽ học bài nào? Tuần 2 chúng ta sẽ học 3 bài. Là bài 53 trong sách Bài Ngư, bài 54 là bài đọc thư. Và một bài kinh phải nói rất là quan trọng, được giảng dạy trong trường trung đẳng và tề đã chọn lựa để trình bày chia sẻ với lớp. Đó là Bát Đại Nhân Giác, Kinh Bát Đại Nhân Giác. Vì bài này dài cho nên là tuần thứ 2 chúng ta chỉ là lên 3 bài. Và tuần thứ 3 vì cần phải ôn tập cho lớp cho nên chúng ta chỉ học có 2 bài, là bài 55 và bài 56. Và 55 là bài Cầm Thú và bài 56 là bài Thái Lăng. Yeah. Đó là chương trình học của chúng ta giữa học kỳ. Và nếu mà hôm nay lên lớp thì tôi cũng sẽ trình bày hết 2 bài này và sau đó ôn thi, gọi là ôn thi giữa học kỳ. Và đây là cái phần này là giữa học kỳ. Thì chiều hôm nay tôi sẽ ôn 2 phần, phần giữa học kỳ và cuối học kỳ. Nhưng mà để cho lớp khỏi bị rối loạn hai cái nhập nhằng cho nên là tôi sẽ làm trước giữa học kỳ. Khi chúng ta ôn xong giữa học kỳ rồi thì chúng ta tiếp tục qua cuối học kỳ. Dạ, lớp có nắm được không ạ? Rồi trình bày vừa qua lớp có nghe được không ạ? Dạ, như nãy tuệ cũng đã thưa, nếu mà trong lúc quá trình mà tiếng nói trình bày của tuệ có hơi, nghĩa là đường truyền, tiếng nói hơi bị giật giật thì mấy thầy mấy cô lập tức cho biết để tụi nó chậm lại một chút. Thì kinh nghiệm nói nhanh quá thì tốc độ mình đi không kịp, cho nên hễ mà nghe nói không rõ và lập tức tụi chậm lại một chút thì âm thanh là nghe rõ. Thì đó là nội dung mà tụi muốn trình bày cho lớp là giữa học kỳ. Bây giờ tụi xin trình chiếu cái phần nội dung ôn tập. Thì chúng ta có 4 phần, thi chúng ta có 4 phần. Phần đầu tiên đó là từ vựng. Phần từ vựng giữa học kỳ thì để cho lớp dễ, nghĩa là cái file từ vựng để
phát hết, phát ngay từ đầu gọi là ôn tập. Nhưng mà khi thi thì chúng ta chia ra phần giữa học kỳ thì gồm có hai chữ, đây là phần nội dung ôn tập. Thì tùy theo học kỳ, có năm thì nhiều, có học kỳ thì nhiều, có học kỳ thì 5-7 trang, có lúc thì 10 trang. Thì như đã trình bày, đã thưa với lớp những năm, những khóa trước, cái phần từ vựng này để giúp chúng ta củng cố thêm từ khi mà chúng ta học khấn cổ. Và cái số từ vựng này thật sự khi mà Tuệ sưu tầm gọi là tra từ điển thì cố gắng kiếm những từ vựng nào không khó đối với lớp, và khi đọc lên thì chúng ta có thể hiểu liền. Cho nên phần từ vựng này thường hay nói là không cần dịch. Thì thật sự nếu ở lớp thì Tuệ có thể hỏi lớp chữ này là chữ gì. Thì hỏi Tuệ cũng có thể là ai có thể gọi là mở micro để mà cùng chia sẻ cái phần này. Đi gọi chi trời? Đây, ví dụ như là bài tập như thế này, cho chúng ta hai chữ như thế này thì phần đông trong lớp chúng ta chỉ ôn khoảng 1-2 trang rồi chúng ta qua phần khác. Để tự hào lớp đọc những từ này, không biết có ai có thể mở mic để đọc được không ạ? Ví dụ như từ này chúng ta đọc kiếm gì? Nhất like ạ. Nhất like. Thì đau gì đó? Trời sáng chừng. Nhất like, nhất đẳng và gì nữa? Đi năng đi cổ nhỉ? Ừ. Nhìn trên màn hình số lượng người tham dự, thành phần tham dự thì thấy mấy thầy mấy cô cũng như là quý Phật tử không có mở hết, cho nên là mua cái đồ muốn phát biểu mà phát biểu không được thì thôi để tề cũng là giảng mà chia sẻ cho luôn. Thì đối với những từ như thế này thì chúng ta chỉ học âm hướng Việt, nhất lai, nhất đẳng, nhất luật, nhất tình, nhị đẳng, nhân sâm, nhân số, nhập định, nhập lưu, thập giới, tam độc, tam giới. Và đó là cách gọi là thi từ vựng. Đã biết lớp nắm được phần từ vựng chưa? Là giữa học kỳ gồm có hai chữ. Những từ gồm có hai chữ. Hôm nay 4 trang và chúng ta nắm được cái phần từ vựng chưa ạ? Mấy thầy mấy cô hoan hỉ mở mic thôi, tại nói rồi tập hồi tại qua cái phần này mấy thầy mấy cô là mở mic được, lúc đó nói thì lại là quay lại nó hơi loạn cái ý đi. Oppo 83 Nếu thầy hay cô xin hỏi là về vừa trình bày phần từ vựng và được chưa? Dạ, được rồi ạ. Nhiều tâm thấy được chưa? Dạ, thưa sư cô được rồi ạ. Thì đây là phần thi giữa kỳ, thì chúng ta có nhớ hai chữ. Rồi khi ôn cuối kỳ thì ta sẽ chiếu dưới đây, đó là phần ba chữ. Bây giờ chiếu nữa thì chúng ta sẽ loãng ý. Thì phần nào đều có ghi rõ ôn tập cuối học kỳ hết. Như vậy chúng ta nhớ phần từ vựng thì kỳ này hơi ngắn, chỉ có 4 trang. Rồi chúng ta một mặt chúng ta bịt bên đi phải lại. Chúng ta đọc cho thuộc, ví dụ nhất lai, nhất đẳng. Rồi khi thuộc rồi chúng ta bỏ tay ra. Thì phần này thì lớp phải làm bài rất là tốt phần này.
chúng ta có nhiều người phải nói rằng không biết viết chữ hát nhưng mà đọc chữ tốt, cho nên là phần này phần đông lấy được 10 điểm là phần này. Tiếp theo phần thứ hai, phần thứ hai là phần dịch. Phần dịch thì gồm có hai phần là thiên âm Hán Việt và dịch nghĩa. Phần 1 là thiên âm Hán Việt và dịch nghĩa. Phần 2 là dựa vào âm Hán Việt, dịch nghĩa và viết chữ Hán. Đây là hai phần của phần dịch, dịch ngược và dịch thuận. Thật sự chúng ta không phải là thuận ngược gì, tại vì chúng ta chỉ là Hán cổ, cho nên là chúng ta chỉ là nhìn âm Hán Việt và chúng ta dịch. Còn phần dưới thì không phải dịch ngược mà chúng ta nhìn cái âm Hán Việt, chúng ta viết chữ Hán. Thì cái phần này như đã thưa nhiều lần, có nhiều vị tiếng Hán không giỏi, viết chữ thì xấu, hoặc là học viết là không đạt bằng những cái khác. Thì phần viết này ví dụ 50 điểm thì nó chỉ chiếm khoảng 15 điểm. Thì những phần khác mặc dù chúng ta học tiếng Hán không bằng mấy thầy mấy cô, biết viết Phật tử, đi nghe giáo lý thì nhiều, nhưng mà có thể là viết tiếng Hán những cái thời gian lại không có ở lớp để dạy tiếng Hán, thì chúng ta yếu cái phần tiếng Hán. Yếu phần tiếng Hán thì khi mà giảng viên cho cái phần gọi là âm tiếng Hán này, chúng ta cũng phải dịch ra tiếng Việt. Cái máy tính với là cái sợi dây lại nghe chỗ cái tấm gì đó, cái tấm số. Rồi chúng ta đi vào phần 1, thiên âm Hán Việt và dịch nghĩa. Thì câu số 1. Câu số 1, mấy thầy thấy đây là bài gì? Bài thử. Bài thử. Vâng ạ, bài thử. Một câu là nguyên một bài. Có nhiều câu bài dài thì chia ra làm hai câu. Nhưng mà tới học kỳ 5 thì 6 rồi bắt đầu là nguyên bài, là có thể là một câu rồi số lượng từ cũng không nhiều. Như vậy đây là bài thử. Thật sự trong sách đều có cả, nhưng mà theo tinh thần với thầy Mang Cô mong muốn là lấy một phần ôn tập để mà đi theo cầm cái đó. Quyển sách thì cũng gọn rồi, nhưng bây giờ muốn gọn nữa nên là tẹp phải làm gọn lại nữa, có nghĩa là chỉ là phần ôn tập. Cái đây thật sự là nguyên bài thử chứ cũng không phải là giảm bớt gì. Thì khi học thì chúng ta lấy tay, chúng ta bịch cái phần thiên âm lại, chúng ta đọc thử nhĩ đại vĩ trường thủy tiêm sĩ phẩm nhuệ năng gì đây, năng giáo vật hay là khiết, hai âm thường cư huyệt trung chú phục và xuất ký ý nhân vu ý miêu xuất miêu bồ thử phải thử hại khả miễn. Ở đây bài nói về con chuột. Thì nhiều lớp khi trong lớp đều phải nói những cái bài thuộc về toàn thư, chỉ là những cái kiến thức phổ thông rất là đơn giản, nhưng bây giờ chúng ta học những kiến thức này bằng tiếng Hán cho nên nó thành ra khó. Còn đối với người biết học thì tôi xin thưa nhiều lần rồi, mấy cái bài này có nhiều vị lớn tuổi học có thể là thi không đạt, thì cách học chúng ta là như thế nào? Cách học chúng ta là nhìn cái bài này vài chữ trong đây là chúng ta hiểu muốn nói cái gì. Ở con chuột thì cái lỗ tai nó lớn, rồi cái đuôi nó dài, cái mõm nó nhọn, nó có thể cắn phá đồ vật. Thì nó thường hay ở trong hang, ngày đêm thì nó ra, nó đã sợ người mà còn sợ mèo nữa. Nuôi con mèo rồi bắt chuột thì cái hại họ về chuột thì có thể được tránh được miễn. Thì thật sự những cái bài này nếu mà chúng ta học theo cách là vẹt như vậy, chúng ta vẫn có thể đạt điểm. Còn mà nếu chúng ta học chính thức như là có thầy cô giỏi tiếng Hán thì chúng ta rất là dễ dàng, không cần thuộc mà gặp bài nào chúng ta dịch bài đó. Chuột nhĩ đại chúng ta dịch là tai lớn, vị trường chúng ta dịch là gì, đuôi dài. Cứ như vậy và chúng ta học cho hết những cái bài mà gọi là trong nội dung học. Thì câu số 2 là thuộc về bài gì? Câu số 2 tiểu thôn bàn
Câu thứ hai là thuộc cái bài hơi xa xa ở phía sau một chút. Tiểu thôn bàn là cái bài mấy? Là cái bài 56, đúng rồi. Cái bài 56. Chỉ có hai bài trong toàn thư thì có hai câu và chúng ta ôn hai câu này. Tiểu thôn bàn. Tiểu thôn là cái làng nhỏ, cái xóm nhỏ, bàn là bên cạnh cái xóm nhỏ. Có cái gì? Có một cái ao. Ao gì? Ao ấu. Khoảng ước thập mũ, mẫu có nghĩa là rộng khoảng 10 mẫu. Rồi đường thủy có nghĩa là nước trong ao thì sao? Thầm thanh, rất là trong. Ấu, lăng phù thủy diện có nghĩa là ấu thì nó nổi trên mặt nước. Phật xanh, Phật hồng, có trái màu xanh và có trái thì màu đỏ. Thôn trung nữ tử, ai quẹt đây? Ở đây ai mà giỏi là coi như có những cái lệnh trong đây chúng ta có thể sử dụng ha. Thôn trung nữ tử có nghĩa là những cô gái ở trong xóm, trong làng làm cái gì? Yêu lân bạn, yêu là mời, mời bạn hàng xóm. Rồi làm cái gì? Hoa tiểu thuyền có nghĩa là chèo cái thuyền con cùng đưa hai trẻ ấu. Đó là câu số 2. Còn từ câu số 3 cho tới hết cái phần này là thuộc về kinh Bát Đại Nhân Giác. Từ câu 3 cho tới câu 15 thì kinh Bát Đại Nhân Giác thi hay không thi để khuyên dân lớp cũng nên học thuộc lòng. Bài kinh thật sự rất là hay. Tôi nói khi xưa tôi còn chút xíu à, bài kinh này biết có bản kinh nào có ba chữ mà lúc đó còn nhỏ lắm, mà cả trong gia đình anh em thường hay lấy kinh điển ra đọc. Tại bài kinh này thuộc lòng ở tại lúc còn nhỏ luôn. Bây giờ dịch á thì có thể là dịch theo cái sự hiểu biết của mình, và hồi xưa là thuộc theo cái dạng thơ. Ai đã là đệ tử Phật phải chuyên tụng kinh Bát Giác, điều thứ nhất phải biết rằng cõi thế gian là vô thường. Đọc lên rất là thuộc lòng. Còn ở đây chúng ta cứ theo cái phần hiểu chúng ta dịch cũng tốt, đọc theo thơ cũng được. Vi Phật đệ tử là đệ tử của Phật, thường ư trú dạ, có nghĩa là thường ở đêm ngày chí tâm tụng niệm, nguyên chí tâm tụng niệm Bát Đại Nhân Giác là tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Thì phần này mấy thầy mấy cô tự ôn, nghĩa là chúng ta đem từ đệ nhất giác ngộ, đệ nhị, rồi đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ, rồi đệ lục, đệ thất, rồi đệ bát cho tới cái phần cuối cùng. Nư thử bác sự, tám điều như đó là chư Phật Bồ Tát đã hiểu rồi chỗ giác ngộ của Ngài, cho nên là làm đạo tu hành vân vân. Thì đó là cái phần mà chúng ta tự học. Rồi một cái câu ở đây chính là người ngu ăn muối. Người ngu ăn muối này chỉ yêu cầu chúng ta dịch nghĩa, không phải yêu cầu chúng ta nói rằng ngu nhân thực diêm dụ, tích hữu ngu nhân chí ư tha gia, mà chỉ yêu cầu chúng ta dịch. Dịch là gì? Ngày xưa có một người ngu hay là một người ngốc đến nhà một người bạn hay đến nhà một người nào đó để mà chơi làm khách, thì người chủ nhà mới mời ăn. Thì cái người ngu này hay người khờ này mới gọi là chê không có mùi vị, ăn không ngon gì hết. Thì chủ nhà nghe xong mới bỏ thêm một chút muối. Thì người này mới được muối rồi mới cảm thấy rất là ngon, càng mới nói rằng sở dĩ mà ngon, chữ Mỹ này dịch là ngon, là vì có muối vậy. Ít muối mà còn như vậy, huống chi mà nhiều. Thế là người ngu vô trí, nghĩa là không có trí huệ, bèn không thực, có nghĩa ăn không muối, lấy muối ăn không. Rồi khi mà ăn rồi thì sao? Cái mũi bị, cái miệng bị phỏng, bị tê, thành ra mà mang họa. Thì với cái đoạn như thế này, yêu cầu lớp chúng ta cho phần cảm tưởng. Cho phần cảm tưởng. Thì học kỳ 6, có cái bằng người ngu ăn muối. Và tuệ cũng là hơi đặc biệt một chút cho lớp có cái phần cảm tưởng. Từ cái người ngu ăn muối này chúng ta suy nghĩ như thế nào, có cảm tưởng như thế nào về cái bài này. Thì đó gọi là cảm tưởng. Thì chúng ta viết cũng ngắn gọn thôi chứ không cần phải dài. Thì bài thi thì thường hay dành cho một phần trang hay nửa trang.
để chúng ta viết. Như vậy là phần thi thứ hai là từ âm Hán Việt, nghe chúng ta phiên âm Hán Việt và dịch nghĩa. À, đã xong, không biết lớp có ý kiến gì không? Mời thầy lấy tên Học viện Phật giáo Việt Nam. Dạ, được chưa thầy ạ? À? Mình thấy cái mic của thầy chưa mở. Mời Mai BC, đây mấy thầy không có lấy tên của mình, thành ra là không biết ai tên gì. Học viện Phật giáo Việt Nam. A Di Đà Phật, thưa sư cô cho con hỏi ạ. Ừ. Phản lời vào bài thi thì dùng chữ Việt để viết cảm tưởng của mình vậy ạ. Đúng rồi, viết tiếng Việt. Dạ. Thì trong lớp là sư cô cũng là có trình bày, nhưng mà năm nay là sư cô Kiên, huy sư Kiên phụ trách. Sư khi xưa là cũng có trình bày và hỏi lớp, nhiều vị cũng theo cái cảm tưởng của mình nói rất là hay, chứ không phải là chỉ là lấy trong bài. Ví dụ trong bài là gì? Trong cái bài Người ngu ăn muối này á, thì có cái phần sâu chính là cảm tưởng đó. Mà cái cảm tưởng này có thể là lúc nào không có lấy phần cảm tưởng ở trong sách. Ví dụ cảm tưởng trong sách là gì? Người mà đạo á, nghe nói rằng nhìn ăn, nhìn mặc gì đó, nhìn đói thì có thể đắc đạo. Liền nhìn đói 5 ngày, 7 ngày, 15 ngày, mà nhìn đói, nhìn khác, cho rằng có thể đắc đạo mà sự không có ích gì cả. Rồi mấy ví dụ người ngu kia cho rằng ăn muối không là ngon, nên ăn muối không làm cho miệng bị phỏng. Thì đây cũng là giống như vậy. Thì đây chính là phần cảm tưởng trong sách, cảm tưởng của cái bài này. Nếu chúng ta không tự cảm tưởng thì chúng ta lấy cảm tưởng ở trong bài cũng được. Thầy mấy cô nghe rõ không? Thì đó, cái phần đó là cảm tưởng ở trong bài, phần cảm tưởng của mình. Ví dụ chúng ta có thể suy nghĩ là ăn muối nhiều và ăn muối ít ở trong đây, muối ít cũng không ngon, lạc, muối nhiều thì sao, mặn. Thì đối với giáo chúng ta có cái danh từ gì rất là quen chúng ta, chính là trung đạo. Không có thiên bên này, cũng có thiên bên kia. Về cái khổ, về cái vui, nếu chúng ta biết cách gọi là không có chấp trước vào một bên nào cả, thì chúng ta sẽ đi vào con đường gọi là trung đạo. Và con đường trung đạo đó Đức Thế Tôn đã dạy chúng ta, đó nghĩa là chúng ta hiểu cái gì, cảm tưởng cái gì chúng ta nói ra. Thì mấy phần này mấy thầy mấy cô như là quý Phật tử nghe được chưa? Có ý kiến gì nữa không? Mời thầy bấy nickname Học viện Phật giáo Việt Nam. À, thầy ngồi nghe mà không biết có nghe thầy nói không? À, thầy hỏi thầy là cái phần phiên âm như vậy và thầy có ý kiến gì không ạ? À? Thầy đã mở mic cho thầy rồi, thầy có thể nói được rồi. Sao thầy không trả lời, không biết ta nói thầy có nghe không ạ? Dạ, quý thầy, quý sư cô khác có thể là chúng ta bấm vào cái mic đó. Chị thấy bên cạnh bên tay trái có chữ mute. Mute chúng ta bấm vào thì chúng ta nói không được, còn cho chúng ta bấm lần nữa thì chúng ta sẽ nói được. Đây chứ có mình dìu tâm nói với thầy mấy cô cũng phát biểu đi để thầy coi, để tiếp tục mà ôn tập tiếp. Mất rồi.
mấy thầy mấy cô không ai phát biểu, Diệu Tâm có gì ý kiến nữa không? Dạ thưa cô, con bài này rồi ạ. À rồi, hiểu rồi ha. Vậy thôi thì tôi trình bày tiếp. Dạ. Cảm ơn Phật. Qua phần đầu tiên là phần phiên âm dịch nghĩa. Bây giờ chúng ta qua phần 2 là dựa vào âm Hán Việt, dịch nghĩa và viết chữ Hán. Thì phần này gồm có các bài nào? Là bài Trạch Hậu Vũ Viên. Là gồm có 3 câu và 4 câu luôn. Rồi bài Ngư. Bài này chia ra từng câu rất là nhỏ. Trạch Hầu Hủ Viên, Điệp Thạch Vi Sơn, Sơn Thượng Trúc Đình. Rồi Trạch Hầu Hủ Viên, Điệp Thạch Vi Sơn, Sơn Hà Chủng Thụ, Chủng Thụ. Rồi Trạch Hầu Hủ Viên, Tỷ Tỷ Mùi Mùi, Huệ Thủ Lộng Du. Vì cái bài này có thể chia ra làm mà những cái câu ngắn, cho nên nó biến thành ra là 4 câu, cho thật sự từ nó cũng không nhiều. Rồi cái bài, cái câu số 5 là thuộc về bài Ngư. Trì trung dưỡng ngư, nhất nhi lập trì bạn. Rồi tới câu số 8. Rồi câu số 9 thuộc về bài nào? Đọc thư à? Hả? Câu số 9 là bài đọc thư, đúng rồi. Học sinh hiệu tiên xin viết. Như nãy đã nói, chúng ta giỏi chữ Hán, chúng ta có viết ra. Còn người nào mà chữ Hán yếu, chúng ta cứ từ cái câu học sinh nhập hiệu, là học sinh vào lớp, học sinh vào trường. Tiên sinh nói, Như Lai hạ sự, à con đến đây làm gì? Chúng ta có dịch là chúng ta vẫn có điểm. Đừng có để gọi là giấy trắng, nhớ là thi thắn cổ, đừng bao giờ để giấy trắng. Mặc dù mấy thầy mấy cô có nhiều vị học rồi, trung đẳng, lên học viện, chương trình học không có, không khó, nhưng mà cũng đầu tư để mà đạt điểm tối đa là 50. Còn một số Phật tử thật sự chấm bài thì thấy là để giấy trắng, thì rõ ràng cái bài thi đó là không thể nào mà đạt được. Thì chúng ta cố gắng có cách học, có kinh nghiệm. Người mà học giỏi, có kiến thức thì chúng ta cứ học bình thường. Người không có cái gọi là cơ bản và tiếng Hán, chúng ta cũng tìm cách học để thông qua cái môn này. Thật sự mà tới học kỳ 5 rồi thì không có tâm sự nhiều. Tôi thật sự nhiều vị vào học kỳ 1 cứ than thở tiếng Hán khó quá, tại vì từ xưa chưa học, đó là quý Phật tử. Thì bây giờ chúng ta phải nên biết cách học để chúng ta có thể là thông qua cái môn học này. Đừng có để có một cái môn gọi là cổ ngữ mà chúng ta nản mà không theo được cái chuyên ngành, gọi là cái khoa đào tạo từ xa mở ra để cho các thầy, các cô, vì bằng Phật sự không đến lớp được, cũng như quý Phật tử, thì chúng ta cố gắng vượt qua cái môn Hán này để chúng ta có thể thông qua các môn khác. Rồi cái bài nào nữa? Bài Cầm Thú Chi Thuộc là thuộc về bài Cầm Thú. Cho tới bài, cho tới câu số 15. Rồi từ câu số 16, Tâm Chân Như Giả là thuộc về bài Phật Pháp Tâm Chân Như. Cho tới bài 23. Thì cái này là chỉ là ôn, cho nên là tôi không phải giải thích từng câu. Thì mấy thầy mấy cô như quý Phật tử về, chúng ta xem tài liệu và tự học. Như vậy là ôn tập xong phần từ âm Hán Việt, viết chữ Hán. Dạ, mấy thầy mấy cô có thắc mắc, có ý kiến gì không? Dạ không. À, vậy là quá tốt rồi. Rồi như vậy là xong phần từ vựng, phần phiên âm dịch nghĩa, phần từ âm Hán Việt, viết chữ Hán và dịch nghĩa. Và phần cuối cùng và là phần ngữ pháp. Mấy thầy mấy cô nếu nói được thì cũng nên mở mic để nói ha. Hôm nay chị mới có Diệu Tâm thì phát biểu thôi, còn các thầy cô khác không biết là Phương Liên là đã mở mic rồi. Phương Liên có ý kiến gì không? Vâng, không ạ. Đây là bây giờ chúng ta có phần ngữ pháp. Mô Phật.
Đây là phần ngữ pháp giữa học kỳ 6 năm 3 khóa 5. Tại vì kỳ này không có đưa lên mạng, nghĩa là không gặp với thầy mấy cô để photo bài cho lớp. Và cũng như thưa với thầy cô những lần trước, thầy có nói là từ khóa 4, khóa 5, khóa 6 bắt đầu là tụi không có thay đổi dấu tài. Tại vì cũng là lên mạng rồi nghe nói rằng ở ngoài thế gian đổi dấu tài có nhiều, vì đề nghị không nên đổi nhiều lắm. Tại vì mình nghĩ là dấu tài này thôi, như vậy học cũng ổn rồi, cho nên là tụi không có, nghĩa là không có gia giảm dấu tài nhiều, chỉ đã cập nhật một số từ thôi. Cho nên là nói chung về phần đại cương cơ bản đều giống nhau. Cho nên nếu thầy mấy cô lên mạng, lót cái phần này xuống và thấy rằng học kỳ 6, năm 3, khóa 4 thì chúng ta thấy rằng cũng là khóa 5. Bây giờ để tệ mở lên cái trang của bên học viện. Mai học mà ngáp đó, mày mở máy nữa, mở mic nữa cho nên vào trong đây hết. Ở đây xin trình chiếu, đây là trang mạng của học viện. Chúng ta vào trang mạng của học viện thì sẽ thấy cái trang bên tay phải là nội dung của đào tạo từ xa. Này, bên tay phải Bali 6, Kinh Trung Bộ, Bali 2, Hục Ngữ, Hán Cổ, v.v. Thì hôm nay chúng ta là Hán Cổ 6, chúng ta bấm vào. Và đây là chương trình học của chúng ta. Này. Và nếu chúng ta có lót những cái chương trình như là chương trình học Pháp kỳ học 16 nè, nội dung bài học của Tâm Chân Như, Người Ngu Ông Muối, chúng ta sẽ thấy là những cái bài học từ những khóa trước đưa vào đây cũng được. Nếu mà có bài mới thì chúng ta sẽ, giảng viên sẽ thêm bớt một số từ mới, nhưng mà không có nhiều. Rồi bây giờ đây là ôn giữa học kỳ, phiên âm dịch nghĩa, ôn giữa học kỳ từ vựng, ôn giữa học kỳ đây ngữ pháp. Thì hôm nay tệ sẽ trình chiếu cái phần ngữ pháp này để chúng ta an tâm. Ở đây cái phần ngữ pháp, mặc dù là nói rằng ôn tập giữa học kỳ 6, năm 3, khóa 4 thì chúng ta an tâm, phần này cũng giống như là học kỳ 5 vậy. Nhưng mà bên tuệ thì có sửa rồi, học kỳ 5. Còn nếu chúng ta lót từ của học viện xuống thì ghi học kỳ 4 thì chúng ta cũng an tâm để mà ôn tập cái phần này. Nắm thầy mấy cô nắm được chưa? Nắm cái phần gọi là cái bài ôn tập ghi học kỳ 4, học kỳ 5 cũng không sao. Thậm chí nếu học kỳ 6 sau này để có thêm bớt gì cũng là vài ba câu cũng không ảnh hưởng gì. Và thật sự những câu đó nếu mà chúng ta đã học qua phần ngữ pháp khi xưa rồi thì bây giờ chúng ta làm bất cứ bài ngữ pháp từ học kỳ 5, 6, 7, 8 chúng ta đều làm được. Cái thầy mấy cô mà giỏi ngữ pháp hay là đã nắm bắt được ngữ pháp, thấy có đúng phải không? Đúng vậy phải không ạ? Ở đây để xin trình chiếu cái phần gọi là file ngữ pháp tổng. Rồi, thầy mấy cô thấy rồi ha, thấy cái file trình chiếu rồi. Bởi ta nói cái phần Zoom là hay như thế này. Cho nên nếu mà các thầy cô cũng như là quý học viên cảm thấy là lên Zoom dạy hay hơn là lên lớp thì chúng ta cũng nên đề nghị. Thì tụi cũng đề nghị, nhưng mà nếu lớp chúng ta thấy rằng lên lớp học hay hơn thì tụi cũng phải lên lớp. Nhưng mà nếu chúng ta thấy là lên Zoom dạy hay là ở chỗ này, ví dụ như tụi vừa nói vừa trình chiếu thì cái lời nói của tụi nó có như chúng ta video, mặc dù không phải là như quay video, như phải quay phim,
quay phim thì chúng ta vẫn có khả năng quay phim đó. Mùa dịch, quý chư Tôn Đức Hội đồng điều hành đã cho 10 cái máy quay phim để vô học viện quay phim. Giảng viên cứ lên trên học viện ở Nguyễn Kiệm và ngồi ở trên bàn giảng và ưu viết trên bảng như thế nào cũng được. Thì máy quay phim sẽ quay và sau đó phát lên mạng để cho lớp theo dõi cái bài giảng. Nhưng còn cái phần Zoom này không cần quay phim, nhưng mà lời nói đi với cái hình ảnh thì tôi nghĩ rất là dễ hiểu hơn là chỉ là hình ảnh, chỉ là file MP3. Em biết kiểu âm thấy đúng không? Nghĩa là nếu mà diệu âm học ở ngoài Bắc rồi thi ở ngoài Bắc rồi chỉ là lấy cái file MP3 tại học viện coi thì rõ ràng sư cô thấy sẽ thiếu một cái phần là như nãy vừa nói, chỉ nghe nói thôi, nghe nói ở thâu thao hay là gì. Hôm nay chúng ta học ngữ pháp là số từ nhất lưỡng nhị mà không có cái hình ảnh đặt vào trong mắt của mình. Và bây giờ chúng ta học, chúng ta sẽ có vừa tiếng nói và vừa có hình ảnh. Thì đầu tiên là tụi em thật sự là về cái Zoom này chưa có rành, cho nên nghe nhà trường yêu cầu dạy thì cũng ngại ngại, xin phép thôi để vài bữa rồi hết dịch rồi dạy luôn. Thế bây giờ Zoom cũng chưa có khái niệm nữa, nhưng mà sau khi nghiên cứu thì thấy hay, nhất là đối với khoa đào tạo từ xa của chúng ta về cái môn khánh cổ này. Như tụi em nói về cái tư tưởng không cần viết bản, biết thầy chỉ là giảng thao thao và chúng ta nghe, và không cần phải ghi chép mà là mấy thầy mấy cô gọi là ghi chép trên bảng. Chúng ta nghe như nghe thuyết pháp, nghe nhiều lần chúng ta nhớ và chúng ta làm bài. Còn cái phần khánh cổ này nếu mà có âm MP3 rồi cùng có cái file trình chiếu như thế này thì nó thật sự là để an tâm khi mà chia sẻ cái này đối với thầy mấy cô, nhất là các vị ở xa. Rồi tôi biết như miền Bắc là không thể nào vào được. Khi chấm bài thật sự cũng có nhiều vị 50 điểm, 4 mấy. Nhưng mà cũng có nhiều vị thì yếu hơn miền Nam là do không thể tiếp xúc được bài vở như thế này. Dạ vâng ạ. Nếu mà có Zoom như thế này thật sự tôi thấy hay. Khi mà đưa file ra miền Bắc hay là miền Trung hay là kể cả miền Tây. Có nhiều thầy, nhiều cô từ An Giang, Kiên Giang lên lớp học ở đấy rất là xa. Hãy đi trước đó một ngày rồi lên nghe giảng. Còn nếu không, ở nhà học là chỉ có nghe âm thanh. Rồi nghe âm thanh nói số từ gồm có nhất, nhị, tam, tứ, cái hình nó không hiện ra. Rồi phương vị từ là gì? Cũng là nghe nội, ngoại, trung, thượng, hạ, rồi cái chữ không hiện ra. Thành ra mình nghe về cái file này là không có bằng cái Zoom như thế này. À, thành tình thật sự nếu được rồi tôi cũng sẽ thưa với văn phòng, nếu được thì sắp lên Zoom để có thể ghi âm. Thì mặc dù ghi âm nhiều khi là cũng ngại lắm, không biết mình nói gì trên đây, nhưng mà nếu mà soạn bài đã đầy đủ và trình bày bài đúng theo cái nội dung giáo tài của mình thì tôi nghĩ cái phần Zoom này cũng rất là hay. À, đúng không Diệu Tâm? Giờ biết phải Diệu Tâm thôi, đâu biết chọn ai, đúng không? Dạ vâng ạ, thực sự con học bài rất là hay ạ. Chúng con rất là thích học như này, mà học bình thường trên MP3 có khi cô nói rằng là có cái nét như thế này, nhưng mà đưa xuống đưa lên như này chúng con không thể nhìn thấy được nhé. Cho thôi những cái hình mấy vô mình nói rằng cái chữ đó gồm có phẩy nè, ngang hay gì đó mình sẽ không nắm bắt được. Rồi những cái phần mà trình bày như này có cái này rõ ràng chúng ta nắm rất là dễ. À, đây là ngữ pháp phần nào? Ngữ pháp ở phần giữa học kỳ 2. À, chúng ta học số từ nè, phương vị từ, phó từ. Như vậy đây tờ trình chiếu này lớp rất là dễ nhìn ra. Rồi chúng ta lót cái file này xuống, chúng ta dùng điện thoại cũng được. Và dùng vi tính là càng dễ hơn. Khi mà nghe không hiểu chúng ta lật lại. Chúng ta nghe nói cái gì chữ đó. Ví dụ như hồi xưa học cái này thì phải nói từng chữ rồi. Còn giờ ôn tập không cần phải nói nữa. Còn người xưa phải là đây là giữa học kỳ 2, tất nhiên giờ đang trình bày cho khóa 6 đó. Thì tại phải nói kỹ, ví dụ phó từ là sơ nè, viễn nè, hốt nè, thiện nè, vu, đó, vân vân. Còn bây giờ không cần, đây chỉ nói giới thiệu sơ. Thì ngữ pháp giữa học kỳ 2 gồm có số từ, phương vị từ và phó từ. Và cuối học kỳ 2 gồm có những từ nào? Cuối học kỳ 2 thì chúng ta lại học liên từ, lượng từ và phó từ. Những học kỳ trước tôi nói phó từ là lúc nào cũng gặp và từ của nó là rất là phong phú. Còn chúng ta xem cái phần lại, số từ và phương vị từ không đổi.
số từ chỉ có từng đây, phương về từ cũng chỉ có từng đây, nội ngoại trung thượng hạ đông tây nam bắc vân vân, chỉ có mười mấy hai chục từ. Còn phó từ học kỳ nào cũng gặp, và cái từ phó từ phong phú, trùng cũng có trùng nhưng mà từ mới cũng rất là nhiều. Còn liên từ thì được, liên từ cũng là không nhiều, chỉ có một số liên từ như thế này. Cho nên nếu mà một số từ ngữ pháp để nhấn mạnh nên học thuộc lòng, và chúng ta theo đó học thuộc lòng, đến khi vào thi học kỳ nào hãy mà nghe thầy cô giáo, nghe là không thầy, nghe là nghe Tuệ hay là Ni Sư Kiên giảng tới những cái chữ mà nó là hơi cố định là liên từ, như chữ cố là biết là liên từ liền. Chỉ vậy thì chúng ta còn so sánh với giới từ, còn sở dĩ là liên từ, tuy là liên từ liền, nghĩa là mình hiểu nó là liên từ liền, không cần phải học nữa. Còn khi trình bày nó rằng Tuệ phải trình bày liên từ là làm cái gì vân vân, còn bây giờ không cần phải nói nhiều những cái đó. Thì như vậy từ giữa kỳ 2 rồi tới cuối học kỳ 2 chúng ta học liên từ, rồi lại lượng từ. Thì lượng từ hơi khó, nhưng mà chỉ xuất hiện ít không có nhiều. Rồi tới giữa học kỳ 3 chúng ta học cái gì? Học trợ động từ. Đây là những trợ động từ là năng nè, khả, khả dĩ, khả năng, ưng cai, cai, ưng đương, đương, yếu, dục, cũng không nhiều, chỉ từng này. Rồi trợ từ kết cấu chính là chữ chi. Chữ chi là một từ khó. Trợ từ kết cấu rồi lại trợ từ, rồi lại là động từ, rồi lại đại từ, vân vân, chính là chữ chi này. Cho nên chúng ta không thể nào mà gọi là một hai bài mà chúng ta nắm bắt được chữ chi, phải học nhiều bài chúng ta mới biết được chữ chi này. Nên người ta mới chi hồi giả giả mà. Nó là những cái từ gọi là đặc biệt của ngữ pháp tiếng Hán. Rồi cuối học kỳ 3 chúng ta học cái gì? Cuối học kỳ 3 chúng ta học đại từ, rồi trợ từ. Và đại từ cũng không nhiều. Ngã nè, ngô nè, tự nè, tự, tử, tha, kỳ, thử, thị, nhiên, hoặc, thùy, chi. Thì chi đại từ này nè. Rồi trợ từ thì cũng không nhiều, chỉ vài chữ. Giả, 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 sở đẳng, chi, hồ, thị, yên, tai, vân vân. Đó là trợ từ. Cái câu mà người ta thường hay nói đây: chi hồ giả giả hỷ yên tai, dùng đắc thành chương thảo tú tài. Ta học cho giỏi mấy cái này là xem như là tú tài rồi đó. Còn chúng ta thì chỉ là một cái phần nhỏ trong chương trình cử nhân Phật học. Còn hồi xưa ông bà chúng ta là học tiếng Hán chuyên luôn. Như vậy là cuối học kỳ, giữa học kỳ gồm có cái gì? Trợ từ chi và ôn tập từ loại chi nè. Cuối học kỳ thì chúng ta từ gì? Là giới từ. Thì giới từ ta đưa ra phần cuối học kỳ 4, vì cái giới từ này nó hơi khó. Thì vừa qua trình bày ở cuối học kỳ là lớp cũng đã biết rồi, giới từ rất là khó. Như vậy trước khi vào phần ngữ pháp thì ôn trình bày sơ, ôn tập sơ về cái ngữ pháp 4 học kỳ. À, lớp có ý kiến gì không? Không có ý kiến thì chúng ta sẽ vào phần ngữ pháp của chúng ta. À, được chưa? Giờ chẳng biết hỏi nhiều Tâm thôi, cho nhiều thầy nhiều cô khác không trả lời. Phương Liên, được chưa? Nhiều Tâm. Con cũng vẫn còn mơ hồ lắm cô. Hồi xưa cái này á, là sư cô dạy kỹ lắm, mà như nhiều Tâm nói đâu có chiếu đâu mà biết. Thấy uổng không? Tại vì sư cô nói rất là kỹ ở lớp, từng học kỳ nói luôn mà không có trình chiếu. Chỉ là nghe file MP3 không biết sư cô đang nói cái gì. Phương Vị Từ rồi nói đông tây nam bắc là không có trình chiếu lên, mà bây giờ nói rằng học kỳ 6 không phải là dạy hết nãy giờ mà học kỳ 6 mà đưa ra những cái đó dạy, không phải vậy, đó chỉ là ôn tập. Anh Diệu Tâm nói mơ hồ là đúng rồi, thì chịu khó ôn lại cái phần ngữ pháp từ học kỳ 2, 3, 4 ha. 4 học kỳ là xem như là sư cô dạy hết rồi đó, dạy hết tất cả là ngữ pháp, cho nên là 5, 6, 7, 8 chỉ là ôn lại thôi. Chứ còn 5, 6, 7, 8 không còn phải lo ngữ pháp nữa. Cái thầy mấy cô mà giỏi ngữ pháp là cảm thấy lời Tuệ nói là đúng. Vì học kỳ 5 cũng là từng đó thôi à. Đại từ, liên từ, phó từ, trợ từ, quanh quẩn mấy cái từ đó. Dù là cái từ, cái câu đó chúng ta không hiểu, nhưng mà hãy nghe người ta hỏi giả là gì là biết ngay trợ từ. Giả là gì? Trợ từ. Rồi ví dụ như ngô là gì? Đại từ, vân vân. Và chúng ta làm được hết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chiếu phần ngữ pháp lên. Dạ. Nhưng mà chiếu phần ngữ pháp lên mà bây giờ không có người để mà
tiếp ứng thì nó cũng buồn. Vậy Diệu Tâm với Phương Liên thì mở mic được rồi thì trả lời đáp án ha. A, B, C, D, nó sinh động. Mất mở đâu, tiếp mở. Nghe à? Mất cảm giác lại. Đây, phần ngữ pháp. Chúng ta xem bao nhiêu câu. Ai đã photo in cái này ra chưa? Cô tập rồi ạ. Bao nhiêu câu? Cô tập 100 câu. 100 câu. Một trăm câu. Một trăm câu. Giờ chúng ta làm từng câu một ha. Một hả? Câu số một, một. Thì nếu mà chúng ta đọc được hết rất là tốt, mà không được thì chúng ta chú ý câu hỏi trước. Khi mà câu hỏi rồi, trả lời được rồi thì chúng ta cứ trả lời, chứ không cần phải là phiên âm dịch nghĩa cái câu đó nữa. Còn khi mà cái câu, cái từ nào mà chúng ta không hiểu đến, vì không hiểu nó là trợ từ hay là liên từ với từ, thì chúng ta cần phải chú ý. Bây giờ chúng ta làm vài câu trước, chúng ta thấy có phải đúng như tôi nói không. Câu số 1 trong câu này hậu đáp án là gì? A liền. Hồi nãy vừa trình chiếu đông tây nam bắc rồi tiền hậu vân vân, chữ hậu này là phương vị từ, cho nên đáp án sẽ là A. Rồi câu số 2 giả. Đáp án ta thấy chữ giả này bây giờ dù có học tới học kỳ mấy lên thạc sĩ cũng vậy, cũng là trợ từ thì cũng là giả, chi hồ giả giả. Những từ này là phân tích kỹ rồi, phân tích cái mặt mà chủ ngữ vị ngữ là riêng, còn từ loại là chúng ta thấy giả này là chúng ta biết là trợ từ liền. Như vậy đáp án sẽ là gì? A. Để bôi đỏ ha, để nếu mà có ghi âm lại lớp chúng ta xem lại thì cũng nắm bắt được đáp án. Rồi câu 3 trong câu này hạ là, hạ là gì? Phương vị từ ạ. À, phương vị từ. A, B. Rồi câu 4 trong câu này bất là phó từ ạ. Phó từ. Đó, chữ bất tới học tới giờ đó. À, có nhiều vị phải nói, tự nói nhiều khi thấy tự nói sao mình nhiều quá. Chữ bất quá dễ rồi. Nhưng mà sự thật khi xưa, xin thưa, khi chấm bài cũng có nhiều người đánh chữ bắt sai. Thì đó là gì? Có nghĩa là tại vì không lên lớp, rồi nghe MV3, rồi nghe MV3 cái nghe được hay không, rồi cũng không chú ý được phần ngữ pháp, thành chữ bắt này là phó từ cũng sai nữa. Rồi bây giờ câu số 5 thường. Đây là gì? Phương vị từ. Phương vị từ. Ông ta thấy, thấy câu 6 rồi, thấy dễ chưa? Nhưng mà cứ thương về từ rồi những cái từ dễ dễ, chứ thật sự không phải là trong đây 100 câu mà phải nói rằng chỉ khoảng 10 câu hoặc 20 câu là khó thôi. Còn những câu chúng ta học phải nói rằng có nhiều từ phải nói dễ không có. Rồi câu số 6 dài. Có từ. Có từ. Ừ, có từ. Thì học mẹo thì để nói. Ví dụ như là có những từ mà tôi nói là thường nè, hạ nè, chi hồ giả giả làm được rồi. Còn khó từ, khi mà làm xong rồi chúng ta không biết nó là từ nào thì chúng ta đánh phó từ, thật sự là xác suất chúng cũng 50%. Thì phó từ phải nói rất là nhiều. Rồi câu số 7 bất nữa là gì? Phó từ. À, phó từ. Rồi câu số 8 nhất. Số từ. À, dễ chưa? Số 8 cũng cho một số câu dễ. Câu số 9 dĩ. Điên từ. Điên từ. À, phải chữ dĩ này là khó đây. Dĩ giới từ với là dĩ liên từ, hai cái thằng này mấy thầy, hai cái chữ này với thầy mấy cô cũng như quý Phật tử hay sai. Nhưng bây giờ mới nói cái biết liên từ rồi thì quá hay rồi.
nếu mà trong bài mà có vừa liên từ vừa giới từ như thế này thì phải nói rằng xác suất sai cũng hơi nhiều. Mà nếu mà trong đáp án có liên từ mà không có giới từ này thì hy vọng chúng chọn ta liên từ. Đúng không? Tại chữ dĩ vừa giới từ vừa liên từ. Như vậy dĩ giới từ là gì? Chúng ta thấy là lấy, dùng, bởi thì nó là giới từ. Cho nên gặp chữ dĩ là chúng ta phải dịch cái câu đó thôi chứ không thể nào đánh ào ào như mấy câu khác được. Câu này chúng ta phải dịch tay chân thì theo mệnh lệnh của não để làm gì? Để hành động. Cho nên dịch là để này là nó nối cái ý này, theo mệnh lệnh của não để hành động, cho nên nó là liên từ. Chữ là dĩ này hơi khó này. Thì chữ nào khó thì chúng ta phải coi cho kỹ. Tới chữ dĩ này chúng ta chịu khó làm 5 lần 10 lần rồi nhớ. Còn cái dụ số từ phương vị từ là dễ rồi. Rồi câu số 10, thường, thường là gì? Phó từ. Phó từ. Thì phó từ ở đây cũng không nói ha. Phó từ là đứng trước động từ nè. Đó, đứng trước động từ cư. Rồi đứng trước tính từ để bổ nghĩa cho nó. Thì như đã nói phó từ rất là nhiều, học kỳ nào cũng có, chúng ta chịu khó theo dõi trong bài. Câu số 11, trung. Phương vị từ. Phương vị từ. Rồi câu số 12, bốc. Phó từ. Phó từ. Rồi nãy giờ Phương Phương Liên trả lời hả? Diệu Tâm có trả lời được không? Con có. À vậy được. Thấy có thầy Quảng Thiện hay là cô Quảng Thiện nè. Rồi học viên mất cáo là thấy hình thầy nè. Được thì chúng ta cần làm cho sinh động. Chứ không thôi tới cái phần này mà chỉ có mình giảng viên thì sẽ hơi không sinh động lắm. Rồi câu số 13. Vù. Phó từ. Phó từ. Vừa sợ người rồi vừa sợ mèo. Phó từ. Câu số 14. Năng. Chờ động từ. Chờ động từ. Chờ động từ không nhiều. Chúng ta chịu khó học ha. Câu số 15. Duy. Phó từ. Phó từ. Câu số 16, thường. Phương vị từ. Rồi câu số 17, thử. Đại từ. Chữ thử này rất là dễ. Một là thuộc lòng. Ngã nè, nể nè, rồi tha nè, từ nè, thử nè, và đại từ. Còn nếu không thì chúng ta dịch câu chúng ta cũng biết nó là đại từ. Có ý gì mà nói ra lời này? Thì lời này, lời nọ, lời kia, này, nọ, kia chính là đại từ. Rồi câu số 18, kỳ. Đại từ. Chúng ta nhớ là kỳ là đại từ. Đấy, chữ kỳ chúng ta biết là đại từ. Ở đây không yêu cầu chúng ta trả lời là đại từ sở hữu hay là đại từ nói về mình, là đại từ nói về người, kỳ này cũng phong phú. Nhưng mà chỉ yêu cầu chúng ta biết đại từ là được rồi. Rồi câu số 19. Dạ. Phó từ. Phó từ. Mấy thầy mấy cô mà không nói không biết có theo kịp không? Nào không hiểu nhớ nói để trình bày là chậm chậm. Còn nếu mà thấy là toàn là từ cũ thì chúng ta thông qua để mà cho kịp 2 tiết đầu giữa học kỳ và 2 tiết sau là cuối học kỳ. Dạo hô có nghĩa là gì? Kêu. Mà kêu từ xa. Như vậy chữ giao này có nghĩa là bổ nghĩa cho chữ hô này. Cho nên nó là phó từ. Rồi câu 20. Hà. Phật đại từ. Đại từ. Đúng không? Hà sự. Dịch là gì? Dạ đại từ. Đại từ. Hà sự là việc gì? Thì nó là đại từ nghi vấn. Rồi câu 21. Thậm. Phó từ. Ừ. Làm tốt ha. Rồi tới chữ Hà nữa là gì? Đại từ. Đây là hai chữ Hà rồi đó ha. Rồi bây giờ câu 23. Lưỡng từ. Tính từ. Câu 23. Dạ tính từ. Lưỡng từ hay tính từ? Dạ tính từ. Tính từ, tính từ. Như vậy là cái này cũng có trình bày, lớp cũng trả lời lượng từ sai, lập tức qua tính từ liền mà đúng liền. Từ khi nào nói rằng nhất quần, ví dụ nhất quần nghị một đàn kiến, hay là nhất quần điểu một đà bầy chim,
đàn chim hay là nhíp quần ngu ngu, một đàn trâu đàn bò thì trước nó có chữ nhất thì nó là lượng từ, còn bây giờ nó chỉ là quần nghị thì nhớ nó là tính từ, nó đứng trước danh từ. Như vậy đây chúng ta thấy chúng ta hơi lộn cái này thì nhớ hơi về thuộc lòng câu này, nhất quần gì đó thì lượng từ, mà không có nhất lần trước mà chỉ có quần nghị như thế này là chúng ta nhớ lượng từ. Rồi câu 24, khó từ, nãy là cũng có một chữ rồi. Câu 25, năng. Nhớ đúng từ. Nãy cũng có một từ ha, từ này là từ thứ hai. Rồi câu 26, nhữ. Đái từ. À đúng. À, như nãy đây là ngã nè, nhữ nè, tôi. Nhữ là bạn, là em, ở trong đây là con. Thầy giáo hỏi, học trò hỏi con đến đây làm gì, em đến đây làm gì. Rồi câu 27, hà. Đại từ, hồi nãy là hà sự. Còn bây giờ nhữ lai hà sự, bốn chữ cũng là hỏi chữ hà này thôi, cho nên nó là đại từ. 28 chi, đó tới chữ chi này chúng ta phải coi. Trợ từ kết cấu. Ta phải coi đúng không? Nó là trợ từ kết cấu hay là trợ từ hay là đại từ. Động từ thì hiếm. Nhưng mà ba cái trợ từ kết cấu, đại từ rất là nhiều. Thế bây giờ chúng ta phải dịch nó mới ra. Phụng, phụ mẫu, chi miệng, chi mạng hay chi mệnh có nghĩa là gì? Theo lệnh của cha mẹ. Thế mà cái chữ này dịch trước thì nó là trợ từ kết cấu. Lệnh của ai? Lệnh của cha mẹ. Nó là trợ từ kết cấu. Rồi Diệu Tâm, dạ. Bao nhiêu vị đang mở mic? Đây lên tới 33 nè. Diệu Tâm cũng là Học viện Phật giáo Việt Nam, Quảng Thiện. Quảng Thiện, sư cô, con Quảng Thiện. À, Quảng Thiện hả? Dạ. À, có Đà là Ni phải không? Hay Mô Phật. À, dạ, mình Ni. Có ý kiến gì không? Tới câu 40 rồi, có ý kiến gì không? Dạ không. Diệu Tâm. Dạ con không ạ. Thật sự nếu có cái Zoom này sư cô rất là hoan hỷ chia sẻ, nếu mà Diệu Tâm quen với các vị miền Bắc. Nếu mà những cái bài trước không hiểu, bây giờ đâu sợ nữa, nếu nhà trường đồng ý thì mình cứ xin nhà trường lên Zoom. Còn nếu nhà trường không có cho gì Zoom thì sư cô rất là hoan hỷ nếu mà Diệu Tâm tập hợp vị học viên miền Bắc á. Dạ vâng ạ. Lên như thế này nè, 10 vị được rồi là sư cô có thể là lên Zoom. Có gì thắc mắc về hát cổ này sư cô sẽ triển khai kỹ hơn, nhất là cái phần ngữ pháp, ôn lại cho học từ học kỳ 2 cho tới học kỳ 4. Để ôn lại được rồi là qua học kỳ, bây giờ là 6 rồi, hơi uổng. Chứ thật sự á, mà học xong rồi là 5, 6, 7, 8 hãy chấm hệt nhau, chẳng có gì khó hết trơn. Toàn từ cũ không. Thì đó, nếu mà Zoom, có cái phần Zoom này ha, Diệu Tâm mà vấn đề ngoài đó được khoảng 10 vị hoặc là 5-3 vị muốn lên Zoom thì cứ lên, sư cô sẽ chia sẻ, nhất là phần ngữ pháp. Còn phiên âm dịch nghĩa thì sư cô biết không khó, đúng không Diệu Tâm? Phiên âm dịch nghĩa không khó. Dạ vâng ạ, à, dịch nghĩa Phật. Thì có ngữ pháp thì đúng là hơi khó một chút. Rồi thì sư cô nói gì ha, có gì thì cần lên Zoom, vài ba vị thì sư cô sẽ lên để chia sẻ. Rồi bây giờ chúng ta qua câu 30. Thử, lặp lại lần nữa, thử là gì? Đại từ. Ừ. Cô câu 29. 31. 29 hả? 29 cũng đại từ. Ừ. 29 à, đại từ làm luôn. À, mấy cô Quảng Thiền. Rồi 30 rồi ha. 31 thử là gì cũng lặp lại lần nữa. Đại từ. Ừ. Tiếng của Phương hay là của Quảng Thiền vậy? Dạ của Quảng Thiền. À, vậy hả? Còn Phương đâu rồi? Con mặt con đây ạ. À. Rồi cũng có thể trả lời đi cho nó hăng hái lên ha. Tại cô Quảng Thiền nói lớn quá. À, nói vậy mới khí thế ha. Tại vì nãy giờ sư cô đang chờ người nói, không có người nói. Câu 32, dạ. Là trớ tư. Rồi. Là còn nhanh hơn sư cô. 33, cố. Cố là liên từ. Ừ. Câu 34 nè, dĩ.
Cô Phật giới từ. Đó. Nói như chỉ là không thể nào mà nói liền, mà mình phải coi câu này muốn nói cái gì thì thuyết pháp phải ngồi phải dịch vậy đó, chứ không phải nói gặp là mình làm liền. Có cái chữ như cố là liền nè, đó. Yeah. Rồi giả làm liền nè, rồi thử làm liền. Những tới đây là mình phải coi lại vậy. Chỉ cho cô để cô đạt là đó. Thì cái này nó nói về cái gì? Nói về thời gian. Cho nên là gì? À, giới từ. Tới chữ dĩ là phải coi lại. Cho nên dĩ nó khó là chỗ đó, vừa giới vừa liên. Giới từ liên. Câu 35 Hà. Đãi từ. Tới đây là hay là từ thứ 5, thứ 6 rồi đó. Rồi câu số 36 cũng vậy Hà. Đãi từ. Rồi không có khác gì. Câu số 37 xuất hiện chữ giao lại. Khó từ. Đây câu này là không có trong bài mình, chỉ là câu ví dụ. Nhưng mà thật sự bây giờ câu nào đi nữa, nếu chúng ta thấy câu này và chúng ta biết chữ thứ hai ra động từ thì chúng ta thấy nó là có từ. Câu 38 chữ Hà nữa. Đái từ. Thì trong đây nhớ học chữ Hà thế nào cũng ra có chữ Hà ha. Rồi Quân. Lượng từ, 39 lượng từ. Thưa cô, lượng từ. Vì quần này đứng từ. Thì trong bài này có cái phần này là chính là chúng ta cần chú ý so sánh ha. Thế gặp chữ quần mà chúng ta xem quần gì? Quần nghị là tính từ. Mà tiểu điểu nhất quần trước chữ quần này nó có số từ thì nó sẽ là lượng từ. À, nghĩ phải nghĩ chút mà chúng ta chậm một chút ở chỗ này. Chúng ta nhớ lại cái câu hồi nãy, quần nghị. Và bây giờ là tiểu điểu nhất quần. Hoặc là nhất quần tiểu điểu. Để mà sau số từ nó sẽ là lượng từ. Rồi, ha, nhớ hai từ này nó sẽ ra cho bài thi nè. Rồi câu 40 Khả. Khả. Nó mặc chợ động từ. Ừ, chợ động từ. Thì chữ khả này với khả năng đó, thường hay xuất hiện là nói lên cái khả năng mình làm được. Ta gọi từ loại nó là trợ động từ. Rồi câu số 41 phụ. Phụ là khó từ. Ừ, khó từ. Câu số 42 rồi chữ năng nữa. Trợ động từ. Trợ động từ. Rồi 43 dĩ, rồi dĩ nữa. Coi thử liên từ hay là giới từ. Liên từ. Dịch làm sao? Câu này dịch làm sao? Dĩ. Năng. Lại có thể làm gì? Lại có thể làm tổ để tránh gió mưa gió. Như vậy để là chúng ta sẽ thấy nó là gì? Liên từ. Rồi 44 kỳ. Đại từ. Thấy mấy chữ này là đại từ liền, không có gì khó. 45 giả. Trợ từ. Rồi 46. 46 là phó từ. Phó Phật từ. Giới từ. Hả? Phó từ. Thẩm. Đó là phó từ. Chữ này, chữ thậm này đứng trước chữ gì? Chữ đa. Chữ đa. Như vậy chữ thậm có từ là đứng trước động từ và tính từ. Ở đây đứng trước tính từ. Nhiều, mà nhiều như thế nào? Thậm đa, rất là nhiều. Nhiều. Rất là nhiều. Như vậy là chữ thậm bổ nghĩa cho chữ đa. Như vậy sẽ là phó từ. Còn giới từ nếu chập hồi lớp cần thì tôi sẽ quay lại cái phần khó từ để chia sẻ cho lớp nếu thấy cần và có thời gian. Vì cũng thưa với lớp là phần giới từ là hơi khó. Nhớ đây là khó từ ha. Rồi 47 Duy, chữ Duy xuất hiện lần này lần thứ 3 nè. Khó từ. Rồi 48 Đồng. Khó từ. Khó từ. 49 Năng. Trở động từ. Rồi lặp lại đây lần thứ mấy rồi đó. Giả. Trở từ. Hai chữ giả là chúng ta chọn giới từ là chắc ăn. Rồi kỳ.
Đái từ. Đầu kỳ cũng là đại từ. Đây là có những từ mà thật sự tụi nó là không cần phải giải thích là vậy. Thấy là biết ngay đại từ, thấy là biết ngay trợ từ. Không cần phải giải thích. Rồi, chữ chung. Phó từ. Ừ. Chữ chung. Phó từ. Rồi chúng ta qua tiếp câu 53. Liên từ. À, nhược là chúng ta thấy liên từ rồi ha. 54 kỳ. Gia đại từ. Từ. Rồi 55, rồi tới chữ quân nữa. Quân này là tính từ. Tính hay lượng? Dạ tính. Tính hay lượng? Một vật tính từ. Rồi, chính xác. Nghĩa là chúng ta rút ra một cái kinh nghiệm hay một cái quy luật là lượng từ sẽ đứng sau số từ. Lượng từ đứng sau số từ. Ở đây không có số từ cho nên nó là tính từ. 56 kỳ nữa. Giá đái từ. Đái từ. 57 kỳ. Đái từ. Chúng ta thấy lặp tới lặp lui mấy từ này. Nghe 100 câu thật ra nó trùng rất là nhiều rồi. 58 đái từ. Đái từ. Rồi 59 năng. Đó trong từ. Rồi chờ đọc từ, lập này như lần thứ tư, thứ năm rồi đó. Rồi giả. Trợ từ. À, hay giả là cái trợ từ. Rồi 61, rồi giả nữa. Trợ từ. Rồi chỉ coi A, B, C, D rồi đánh vô thôi. Rồi 62, giả. Trợ từ. 63, cố. Liên từ. Rồi đúng, chính xác. Nghe cô ơi, cô trả lời từ từ cho chúng con theo với. Một mình ức hiếp hết à. Đọc từ từ thôi, đọc tiếng to quá. Cô Thiền ơi. Dạ yeah, dạ yeah. Cái gì cũng từ từ thôi, còn huynh đệ còn học chậm lắm mà. Lâu này có khí thế ha. Thì nhanh quá thì lớp cũng sẽ không kịp ha. Rồi sư cô chờ có tiếng trả lời. Thành ra cũng rất là hoan hỷ. Thì thôi bây giờ lớp cũng chậm thì mình chậm ha. Ủa. Thì bây giờ trong câu này cố là gì? Cố là liên từ. Mô phạt liên từ. Rồi. Này, cho không đi chậm chậm ha. Rồi 64 thiện. Mô phạt phó từ. Phó từ. Thì chữ thiện này là chúng ta học ngay từ đầu của giữa 12 nữa ha. Thiện tẩu nè. Thú có bốn chân cho nên lại giỏi chạy. Chỉ chạy mà nó có một cái từ đi trước. Thiện này không phải là thiện lành. Thiện này có nghĩa là khéo. Nghĩa là khéo một cái gì ta gọi là thiện. Cho nên là giỏi chạy đó, khéo hay là giỏi là chính là chữ thiện này. Đứng trước động từ tẩu cho nên nó là phó từ. Rồi câu 65. Ký. Vô vật phó từ. Thì chữ ký này nó đi chung với chữ vu. Đã cái gì đó mà lại càng cái gì nữa. Là hai cặp này đi chung với nhau. Thì hai cặp này là phó từ ký. Đã sợ cái gì? Đã sợ người. Lại còn sợ mèo. Còn sợ mèo. Thì là nó sợ người hơn hay là mèo hơn? Sợ mèo. Đã sợ người còn... Mèo hơn. Đã... Thật sự á, cái gì nó cũng có một cái món đồ mà để mà trị một cái món đồ khác. Ví dụ như con voi mình thấy nó mạnh vậy đó, mà nó sợ cái con gì? Con voi nó lớn to con vậy mà sợ mấy con lúc trước á. Con kiến con gì nhỏ nhỏ nó chung lỗ tai nó đó. Mà chúng ta thấy cho nên bây giờ cái con chuột này nè, người thì nó cũng sợ chút xíu mà nó nghe tiếng mèo nó sợ hơn đó. Cho nên hai cặp ký và vu đã sợ người mà lại còn sợ mèo. Và cái câu này mà nếu mà nói dịch ra đúng á, mình nói là đã sợ người lại còn sợ mèo là cái cặp mà hai cái song hành. Nhưng mà thật sự nếu mà về cái ý nghĩa của nó, chúng ta thấy là con chuột thật sự sợ con mèo hơn con người. Như vậy đây ký là gì? Là phó từ ha. Phó từ. Cái cặp của nó. Rồi 66 hụ. Phó từ. Cái này cũng là phó từ cũng xuất hiện trong bài rất là nhiều nè.
Rồi 67 quần, rồi có thêm chữ quần nữa. Quần gì? Tính từ. Máy tính. Tính từ. Lượng từ được không? Dạ không, mà đứng chữ sau số từ, số từ mới là lượng từ. Không có số từ, ví dụ nhất quần nhạn là mình phải nói là một đàn nhạn, bây giờ chỉ quần nhạn thôi thì nó là tính từ. Tính từ. Rồi câu 68 chung. Có từ. Chữ này cũng là xuất hiện lần thứ mấy đây nè. Rồi tới 69 thậm. Thậm là có từ. Rồi 70 dĩ nữa, xuất hiện chữ dĩ nữa. Liên từ. Liên từ ạ. Liên thế giới. Ta phải dịch cái câu mới được. Hành. Bát chánh đạo. Thực hành bát chánh đạo. Rồi sao? Để. À, để không mất đi nhân cách. Cái bài thể mà để đó là mình biết nó là gì? Liên từ. Liên từ. Vậy sai. Cái vậy trong bài chúng ta thấy có chữ dĩ nè. Chữ quần. Là hai cái chữ mà chúng ta cần phải so sánh. Và chữ chi thì so sánh rồi, không nói rồi. Còn dĩ nè, quần nè, còn chữ nào cần so sánh nữa? Hai chữ ha. Bây giờ tới câu 71 nè, cũng chữ dĩ nè, chúng ta xem nó là gì? Giới, giới từ. Giới hay liên? Giới từ. Giới từ. Trong câu này nè, không phải gì là để, không phải là sát nhân dĩ đao mà giết người để đao. Mà là gì? Giết người bằng đao. Hay nói cách khác là lấy đao giết người. Để mà lấy dùng bởi nó là giới từ. Rồi câu 72 cũng là dĩ nữa. Dĩ này là giới hay liên? Giới. Đao giết người. Dĩ. Con nghĩ là liên từ ạ. Ừ. Bè. Liên từ. Ta nghi ngẫm đi, liên hay là gì? Bài này trong bài mấy ha? Hả? Nữ nữ từ. Bài này như là trong bài chúng ta không có, mà lấy trong những cái bài cũ mà để cho chúng ta. Như vậy là cái đó là trong bài mấy? Để coi ha, trong bài mấy, bài 43, như vậy là học kỳ 5. 43 trong học kỳ 5 ạ. Ừ, bài 5. Số 3 là bài 5, thì giờ chúng ta còn nhớ không? Hai cô gái. Biết lớp còn thấy cái màn hình chia sẻ không? Bên đây sao nó sụp xuống? Câu này là học kỳ 5 ha. Dĩ dụng cấp thủy, thì là lấy cái thùng làm cái gì? Đựng nước. Là lấy cái chữ, nghĩa là chúng ta như cái chày vậy đó, để mình làm cái gì? Đảo y, đập cái y. Đập, đập. Hồi xưa là người ta tắm giặt, hay nói cái khác giặt đồ, người ta ra ngoài cái bờ ao á, có hai người con gái ở bên bờ ao, rồi lấy thùng thì múc nước. Bên đó có hiện ra âm cái gì đó, cái hình chia sẻ chưa? Dạ có. Rồi lấy cái thùng thì múc nước, rồi lấy cái chày. Chúng ta xem phim cổ đại thì sẽ thấy lấy cái chày đập vào cái áo quần để cho nó mềm ở quần ra, tất nhiên là gọi là giặt áo quần. Thì đây là cách giặt khi xưa. Thì ở đây dĩ mà nếu chúng ta dịch là lấy thùng múc nước, lấy chày để mà đập cái y phục, thì lấy là chúng ta biết là cái gì? Liên từ hay giới từ?
Bây giờ để liên từ. Giới từ. Như vậy chúng ta nhớ ha, ghi vào trong giấy ha, trong bài. Dịch là để là liên từ. Là liên từ. Còn lấy bằng bởi là giới từ. Ví dụ đây nè, giết người bằng đao nè. Hoặc là lấy đao giết người nè. Còn cái này là lấy thùng để múc nước nè. Vậy bây giờ là hai chữ dĩ này để chung ở đây hoặc là tách riêng ra thành hai câu cũng được. Thì lấy bằng bởi chúng ta nhớ là giới từ, ghi vào. Giới từ. Rồi bây giờ còn khoảng 20 mấy câu nữa mà đã đến giờ nghỉ giờ lao, chúng ta hãy cần nghỉ giờ lao không hay làm luôn? Hả? Làm luôn phần chú pháp này là xong giữa học kỳ rồi nghỉ ha. Dạ. Rồi 73 chữ tắt là từ loại là gì? Lại là liên từ. Ừ, liên từ đúng rồi. Thì mấy cái này nó đều có cái phần như hồi nãy vừa trình chiếu, chữ tắt cứ là liên từ. Rồi câu 74 tắt là hai câu gần giống nhau, chúng ta sẽ trả lời dễ dàng là gì? Liên từ. Rồi câu 75 diệt có từ. Có từ. Rồi câu 76 diệt nữa có từ. Rồi câu 77 là bàn phương vị từ. Đó. Rồi bây giờ tới phương vị từ là không cần phải nói nhiều, thật sự lâu lâu cũng nhắc lại. Đông Tây Nam Bắc rồi nội ngoại rồi trung rồi tiền hậu bàn. Thì đó là phương vị từ. Đây là cái từ cũng đặc biệt xuất hiện không có nhiều. Câu 78 thập đúng từ. Bây giờ là chữ này phải làm cho đúng ha, đừng để sai. Nhất nhị tam tứ cái thập của thiên là gì đó cũng đều là số từ hết. Rồi 79 có chữ chi nè. Trợ từ kết cấu. Trợ từ kết cấu. Cầm thú chi thuộc là các loại về cầm thú. Đó là trợ từ kết cấu. Rồi 80 trung. Phương vị từ. Thấy mấy cái chữ này là dễ rồi đó, phương vị từ. Rồi 81 đồng. Có từ. Cái đồng này trong cái bài là đồng gì đó, đồng du của hai chị em. Thì đây cũng vậy, đồng nó là có từ. Rồi 82 trung phương vị từ. 83 tức có từ. Tức thị là cái câu này ngay từ những cái khóa trước thì nhấn mạnh rồi, sắc tức thị không. Câu đó đó là cái câu mẫu đó, sắc tức thị không. Để tức thị á, thì chữ tức nó sẽ là gì? Có từ. Mà chỉ có chữ tức không á, không có chữ thị. Đó, thì chữ tức này là gì? Nếu mà không có chữ thì tức này từ loại là gì? Có nhớ không? Sẽ là động từ. Đó, chúng ta nên nhớ, đừng để quên ha. Nếu không có chữ thị này thì chữ tức này là động từ. Mà có chữ thị này thì chữ tức này sẽ là có từ, đứng trước động từ thị. Nó nhớ từ loại chữ tức này cũng hay. Rồi 84 sở. 84 trợ từ. Trợ từ nhớ chi hồ giả giả với sở này nó nằm chung với nhau. Trợ từ. 85 bốc. Bỏ từ. Thôi hết rồi. Khi nghe hùng hồn giờ đã mất tiêu hết rồi. 86 bốc nữa. Bỏ từ. Rồi 87 nhi. Nhi là liên từ. Nhi là liên từ. Rồi 88 tranh. Phó từ. Tranh thực nghĩa là tranh ăn, cho nên nó đứng trước động từ nó là phó từ. 89 tắt lại. Liên từ. Rồi tới 90 chữ vô. Động từ. Vô gì? Vô Phật động từ. Thì ở đây có một cái chữ vô đặc biệt để đưa cho lớp, tại vì nó cũng giống như chữ tức vậy. Nếu mà chữ vô này đứng trước động từ thì nó là phó. Bây giờ nó đằng sau nó có động từ không? Nhất thiết cảnh giới chi tướng, nghĩa là tất cả tướng của cảnh giới. Thì cái này là cái cụm danh từ. Cho nên chữ vô đây có nghĩa là gì? Không có. Mà không có thì nó sẽ đảm nhiệm cái gì? Cho nên chữ vô này, chữ phi, rồi chữ tức hồi nãy là những cái từ mà chúng ta tạm gọi là đặc biệt.
vốn là cái nghĩa nó không đổi, nhưng mà đằng sau nó có động từ thì nó là phó từ, nên nhớ vậy. Mà đằng sau nó không có động từ, nó sẽ kim luôn động từ. Đây chữ vô này sẽ động từ, một từ hơi đặc biệt trong bài. Cái thật sự động từ, tính từ, danh từ không có thi, chỉ lâu lâu có thi chữ để chúng ta chú ý thôi. Rồi 91 chị Chi. Mô phần trợ từ kết cấu. Tôi mất hết chữ T ha. Rồi trợ từ kết cấu. Là vì sao trợ từ kết cấu? Chúng ta thấy là tất cả tướng cảnh giới đều không. Đó, thành ra là chữ tướng trước chữ chi, những cái gì trước chữ chi thì nó là kết cấu. Rồi câu 92 thị cố. Liên từ. Liên từ. Đó là liên từ. Rồi 93 tùng. Rồi phó từ. Giới từ. Tùng. Tùng bổn dĩ lai. Đó, chữ tùng này khó đó. Tùng đứng trước chữ sau chữ dĩ nè. Chữ tùng có từ giới từ. Mô Phật giới từ. Bởi cho nói chứ những cái chữ mà thầy nói giới từ nó khó ở chỗ nào. Chữ tùng này á, ví dụ nó là vốn là động từ đi. Ví dụ như tài gia tùng phụ có nghĩa là gì? Tài gia tùng phụ phải phục tùng. Này nó hay cái chỗ là có thể là đánh máy được rồi. Đó. Tại gia tùng phụ. Có nghĩa là gì? Thu thử tùng thú. Ở nhà thì tùng phụ phụ cha. Ở nhà. Tại gia là tùng cha, đúng rồi. Dịch giờ là chính xác rồi ha. Tại gia là tùng cha. Cái này là giảng thể ha. Đó. Rồi xuất giá thì tùng ơi. Tùng phu. Tu tử tùng tử vâng. Như vậy cái chữ này ở đây á, ví dụ mình nói là tùng phụ nè. Phần bóng cây. Nó động từ đó. Nhưng mà có một cái số từ tự nhiên nó đổi qua là giới từ. Đó là cái từ mà chúng ta nói về thời gian. Ta bây giờ phải là stop cái này để qua bài ha. Sư cô. Ở đây nó thuộc về một cái loại từ thời gian. Chỉ dĩ hồi nãy cũng vậy, dĩ là giới từ, ở đây cũng vậy. Từ bổn dĩ lai nghĩa từ xưa đến nay. Đó. Thì từ xưa đến nay nó có phải là liên từ không? Nó có phải là liên từ không? Từ xưa đến nay. À, trong đây chúng ta thấy là từ xưa đến nay nó đi với cái cụm từ dĩ lai thì nó là gì? À, giới từ. Cho nên là trong bài á, bây giờ mới khai hành ra nói lớp là sao mà đọc là liên từ, chắc có lẽ là trong đáp án. Thì nếu mà đáp án có lộn thì chữ này chúng ta phải là xem lại ha. Chúng ta nhớ là từ dĩ lai là giới từ. Ủa, cái này là hỏi thì cố mà lộn nữa rồi. Thì cố đang hỏi chữ thì cố đúng đây dưới đây nè. Câu 93. Câu 93 lộn, mình đã tưởng là câu này là sai, đâu phải là tùng mà liên từ được. Như vậy chữ tùng ở dưới 93 là gì? Giới từ. D là giới từ.
À đúng rồi. Thôi để là chúng ta sẽ lộn đáp án, hay như là không có sai ha. Và tưởng tại ở trên nó sai. Rồi là giới từ là đúng rồi. Như vậy cái phần giới từ, nếu mà sau cái phần ôn này có thời gian thì lớp cần có thể lên để trình bày lại phần giới từ, thì phần nó thật sự đúng là khó. Tuy là nói rằng cuối học kỳ 4 học giới từ, nhưng mà cho tới học kỳ 8 chấm bài cũng có nhiều vị sai lắm. Rồi câu 94 bắt khó từ. À khó từ. Chữ bắt phải nhớ đừng sai, khó từ. Rồi câu 95 tắt cánh bình đẳng. Ly tâm duyên tướng thì được rốt ráo bình đẳng. Như vậy tắt cánh này là gì? Rồi nó là có từ. Rồi câu 96 đây chữ vô. Nãy chữ vô ha, bây giờ chữ vô nữa chúng ta xem vô nãy là động từ. Thì vô này là gì? Bây giờ có từ. Giờ là gì? Vô hữu. Chữ hữu. Hồi nãy nó vô không có chữ hữu này. Yeah. Thì vô nó là cái gì? Yeah. Động từ. Mà khi mà có động từ đây thì chữ vô nó biến thành gì? Có từ. Có từ. Đó. Thì những cái từ mà đặc biệt thì phải nhấn mạnh, thì phải giải thích lại là vậy đó. Vô biến gì? Không có thay đổi thì chữ vô đây là động từ. Mà nếu có chữ động từ ở đây thì suy nó chữ vô sẽ là cái gì? À có từ. Có từ. 97 giai. Dạ, động từ. Có từ. À có từ nhớ ha giai. Có từ. Câu 98 khả. Chờ là gì? À chờ động từ. Rồi 99 duy. Phó từ. Rồi 100 cố. Liên từ. Cố là biết liên từ. Thì thôi vậy là chúng ta ôn 2 tiết mà hơn như thế này để mà xong phần giữa học kỳ. Như vậy giờ lớp cũng giải lao nửa tiếng. Rồi sau đó chúng ta lại vào lại. Và có gì thắc mắc giữa học kỳ không thì chúng ta sẽ giải thích. Và nếu không có gì thắc mắc xong rồi thì chúng ta qua phần cuối học kỳ. Thì qua phần cuối học kỳ thì nghĩ sẽ nhanh thôi. Tại vì nãy giờ tại phải ôn tập lại một số. Còn qua cuối học kỳ đã ổn rồi thì chúng ta cứ theo đó mà làm. Bây giờ thì tại ngưng đi kho để cho khỏi tốn anh cái thời gian. Nhưng mà khi vào lại lớp nhắc về đi kho lại không có quên là không có bài phát cho lớp ha. Giờ ngưng. Nam mô Phật, chúng ta tiếp tục ạ. Dạ, mấy thầy mấy cô có ý kiến gì không trong cái phần giữa học kỳ? Không ạ. À, mô Phật. Vậy chúng ta qua tiếp phần cuối học kỳ. Đây là những cái file. Đây là cái file hồi nãy tuệ trình chiếu. Họ nói rằng chúng ta sẽ ôn giữa học kỳ. À, đã xong. Ở đây. Đi lên lớp thì chúng ta cũng đã xong, mà Zoom cũng vậy. Giờ nếu mà chúng ta học 14, rồi học tuần 4 chứ, học tuần 5 và tuần 6, rồi chúng ta lại chuẩn bị ôn tập cuối học kỳ và sau đó để thi. Thì như đã nói là bây giờ mùa dịch chúng ta không lên lớp, nhưng vì đào tạo từ xa, trường cũng đã phát cho chúng ta cái file của những lớp trước để chúng ta học. Nếu chúng ta theo dõi những file có trước thì chúng ta thấy cũng không khác. Bây giờ tuần 4 chúng ta học cái gì? Tuần 4 chúng ta học Thánh Đế Đệ Nhất Nghĩa. Bài 57 là hình. Bài 58 là tất xuất. Nói về con đom đốm và con dế. Bài Phật Pháp phá chấp tâm cư tại thân nội. Một phần gọi là trích dịch, trích từ Kinh Lăng Nghiêm. Thì rất là hay.
trích dịch từ Kinh Lăng Nghiêm và rất là hay. Và bài 59, bài 60 là trong sách Toàn Thư, là Quế và Liêm. Và tiếp theo một bài trong Kinh Bách Dụ, Nhập Hải Thủ Trầm Thủy Dụ. Thì đó là cái nội dung mà chúng ta cần phải học cuối học kỳ. Thì cái phần này như đã nói, chúng ta phải là tự học. Phần này chúng ta phải tự học bằng cách là giáo tài mà đã có sẵn. Giờ chỉ là nói tựa đề. Còn bây giờ chúng ta phải theo cái giáo tài để chúng ta học Thánh Đế Đề Nhất Nghĩa. À đây, trang 101. Rồi bài 57, 58, 59, 60 là thuộc bài trong sách giáo khoa, thì nó nằm ở trên 57, 58, 59, 60. Rồi một bài Phá Trách Tâm Cư Tại Thân Nội 105 và Nhập Thải Để Mà Lấy Trầm 117. Thì đó là những bài ở trong sách giáo khoa thì chúng ta phải tự học. Thì những năm lần trước thì tôi còn có cho thêm một cái phần gọi là tóm tắt dành cho giữa học kỳ, vì lớp hỏi bài ôn cái gì, bài gì cần làm cái gì thì tôi có thêm một cái file khác. Ví dụ Thánh Đế Đề Nhất Nghĩa thì chúng ta viết chữ Hán, phiên âm dịch nghĩa, ngữ pháp. Bài Huỳnh, bài tất xuất 57, 58, 59, 60 mà tùy phiên âm ngữ pháp, phiên âm dịch nghĩa, ngữ pháp, hay là viết chữ Hán, vân vân. Rồi bài Phá Chấp thì phiên âm dịch nghĩa. Còn cái bài trong Kinh Bách Dụ là dịch nghĩa và trình bày cảm tưởng. Thì đó là hình thức, nội dung của những cái bài này cần phải thi cái gì. Thì đó cũng xin chiếu lên hai cái file. Thì bây giờ chúng ta vào phần ôn tập. Thì cũng như là những lần trước, khi mà ôn tập, khi mà thi thì chúng ta cũng có 4 phần tự vận. Bây giờ chúng ta vào phần tự vận trước. Đây phần tự vận. Thì giữa học kỳ chúng ta ôn mấy chữ, chúng ta thi mấy chữ. Có ai mở mic để trả lời không? Giữa học kỳ chúng ta thi 2 chữ. Rồi cuối học kỳ chúng ta sẽ thi phần 3 chữ và 4 chữ. Cuối học kỳ lại có 3 trang. Giữa học kỳ 2 trang 2 chữ. Cuối học kỳ 3 trang 3 chữ 4 chữ. Thì qua cái kinh nghiệm hỏi mấy thầy mấy cô như là quý Phật tử thi thì quý vị nói rằng thi 3 chữ với 4 chữ dễ hơn. Vì sao? Nghĩa là nhiều khi nhìn trong đó có chữ quen, chữ nhớ, nhưng mà lại đọc cái thấy được cái quen cái là dịch được, ví dụ ngũ uẩn dây không vân vân, hoặc là bất tăng bất giảm, thì có phải đúng không vậy? Mấy thầy mấy cô ở đây có đúng không ạ? Nghĩa là chữ 3 chữ 4 chữ dễ thi hơn 2 chữ. Đúng không, Diệu Tâm? Dạ, đúng rồi. Rồi Liên Phương, Phương Liên. Phương Liên là xuống rồi hả? Không thấy trên đây nữa. Có ở đây nè, mà không có mic. Thì đó là kinh nghiệm, 3 chữ, 4 chữ dễ học hơn. Như vậy là xong phần tự vận. Các thầy mấy cô có ý kiến gì về phần này không? Không thì chúng ta qua phần tự vận.
Thì phần này thật sự là cũng rất là hay, nhưng mà tại vì không có thời gian giải thích mà cũng yêu cầu lớp phải là dịch nghĩa. Nhưng mà nếu mà chúng ta rảnh cũng nên tra từ điển những cái từ nào mình thấy khó. Ví dụ như bát chánh đạo đọc là hiểu rồi, nhưng mà thuộc ở trong đó chánh gì đó thì có lẽ là không thuộc, nhưng mà học đọc là chúng ta biết đó là bát chánh đạo rồi. Về ví dụ như là bát thánh đạo, đài thánh nhân, đài tạng kinh, đọc là nhiều khi chúng ta hiểu, nhưng mà có cái phần hiểu rõ thì chúng ta phải cần tra từ điển. Ví dụ nữ cần sách, cần phải tra từ điển. Phần bất sắc sanh vân vân đọc là hiểu rồi. Hoặc là sa di ni, thật sự đọc lên là chúng ta hiểu rồi. Thì như vậy phần từ vựng, nếu thầy cô không có ý kiến hay là thắc mắc thì chúng ta thông qua phần từ vựng. Rồi cũng như là giữa học kỳ, chúng ta sẽ ôn tiếp phần 2 và phần 3, đó là phần dịch. Dịch từ Hán ra Việt, và từ âm Hán Việt chúng ta viết chữ Hán và chúng ta dịch, đó là hai phần. Giờ chúng ta qua phần 2, phần 3 là phần dịch. À, xin nhắc lại là đây chúng ta nhìn thấy khóa 5. Còn chúng ta lên trang mạng của học viện, chúng ta lót những cái file mà đề là khóa 4. Và cũng không sao, tại vì như tôi nói là cũng không sai khác bao nhiêu. Như vậy là câu đầu tiên, thì chúng ta thấy thuộc về bài nào? Trong đó. Bài 57, bài Huỳnh. Có nghĩa là con đúng đó. Thì cũng như vậy, tuy là đây tôi có thể phiên âm dịch nghĩa cho lớp nhưng không có thời gian, chúng ta tự làm. Và những câu như thế này về chúng ta bịch ở dưới, chúng ta che ở dưới lại. Chúng ta tự chúng ta học. Ví dụ Huỳnh, khi trùng giả, đom đóm, Huỳnh là con đom đóm, là cái loài côn trùng biết bay. Sinh ư ti thấp chi địa, có nghĩa là sanh ở nơi ẩm thấp. Phục hầu hủ quan, nghĩa là sâu bụng phải có chất sáng. Vãn gian là ban đêm. Thường kiến thủy biên thảo thượng, nghĩa là ban đêm thường thấy trên những đám cỏ hay là bên bờ nước. Thủy biên thảo thượng, cỏ bờ nước. Rồi vi quan thiểm thước, hai chữ này khó rồi. Thiểm thước có nghĩa là ánh sáng yếu thôi, ánh sáng nhỏ, tại đốm đốm mà chúng ta biết ánh sáng nó đâu có lớn. Từ xưa nghe nói những người mà hàng sĩ, nghĩa là học trò nghèo, bắt đốm đốm thật là nhiều bỏ trong bình học thì bắt rất là nhiều, nó mới ra cái một cái ánh sáng để học bài. Và ánh sáng một con phải nói rằng rất là mờ nhạt, ánh sáng như thế nào nhấp nháy. Rồi khứ lai vô định, đến lui không có cố định, không có nhất định, tức là hình quang giả, tức là ánh sáng của con đốm đốm. Thì cứ như vậy mà chúng ta sẽ học từ con này tới câu kia. Và như đã nói trong sách có hết, nhưng mà tại vì lớp yêu cầu tách riêng ra, hoàn toàn cũng tách riêng cho lớp như thế này. Đó, rồi tới câu 2 là thu dạ, là thuộc bài tắc xuất. Rồi câu số 3 thì chúng ta thấy thuộc về bài nào? Thế tôn nhất thiết thế gian, thập chủng dị sanh. Là bài gì? Là bài phá chấp tâm. Cái phần mà nếu mà có thời gian hay nói cái khác, mà khi trình bày tại lớp thì cái phần này tôi cũng là triển khai rộng hơn, không những là phiên âm dịch nghĩa còn dịch cái phần này nữa. Cho nên là cái khóa trước, khóa 3, khóa 4 cũng rất là hoan hỷ. Và nói nếu được thì thật sự những cái bài kinh Lăng Nghiêm này rất là hay, giải thích thêm rất là hay. Nhưng bây giờ không có thời gian thì thôi chúng ta cứ phiên âm rồi dịch nghĩa. Còn bây giờ không có thời gian để mà giải thích cái ý nghĩa trong đây, nói là cái tâm. Vì Ngài Đức Phật Ngài hỏi tâm của A Nan, mà A Nan trả lời trong ngoài Đức Phật đều nói sai cả. Thì cái phần chỉ tâm của nó thật sự rất là hay. Như vậy hai câu là hai bài. Rồi bắt đầu câu 3 nè, câu 4, câu 5,
câu 6, câu 7, câu 8, câu 9, câu 10, 11. Thì như vậy 11 câu nằm ở trong phần Kinh Lăng Nghiêm phá chấp tâm cư tại thân nội. Và qua câu cũng giống như giữa học kỳ là dịch đoạn văn dưới đây và cho biết cảm tưởng. Thì câu này chúng ta không cần phiên âm mà chúng ta chỉ dịch. Hình như là nói cách dịch hiểu, chúng ta dịch ví dụ tích hữu trưởng giả tử. Thì không cần phiên âm, chúng ta chỉ nhìn như à, xưa có con của người trưởng giả nhập hải là vào biển để mà lấy trầm, tìm trầm. Rồi rất là nhiều năm mới được một xe. Rồi khi mà xe rồi thì đem về nhà, rồi đến chợ để bán. Thì do vì đắt cho nên là rốt cuộc không có người mua. Rồi trải qua rất là nhiều ngày rồi không có thể bán được. Thì trong tâm sinh ra cái gì? Sinh ra mệt mỏi, buồn phiền và cho đó là khổ não. Rồi thấy người ta bán than, bán rất là nhanh, mới nghĩ rằng chi bằng đốt đi để làm than thì có thể bán rất là nhanh. Thì bên em đốt đi làm than, thì khi đến chợ thì bán, thì giá trị phải nói rằng bằng cái gì? Không được giá trị của nửa xe than. Một xe trầm là biến thành nửa xe than, chứ không phải là nửa xe trầm. Thì trầm rất là quý, quý hơn vàng. Bây giờ bán than thì làm sao mà có giá trị được? Thì cái bài này hỏi ý nghĩa của bài này như thế nào. Thì cái bài này chúng ta cũng là coi ở trong sách, chúng ta xem thử sách nói cái gì, chúng ta có thể lấy ý nghĩa ở trong sách đó. Sách nói những kẻ ngu ở trên thế gian này cũng vậy, nỗ lực tinh tấn tu tập chỉ mong cầu Phật quả, nhưng vì khó được nên sanh tâm thối chuyển. Rồi nghĩ rằng thôi phát tâm quả vị thanh văn đi cho rồi, cầu hành Phật khổ quá. Rồi con này thật sự là không có thời gian, chứ có thời gian mà thử bây giờ có hay không cũng nên kể cho lớp biết. Ý nghĩa của cái này về câu chuyện Ngài Xá Lợi Phất rất là hay. Ngài Xá Lợi Phất, khi xưa Ngài cũng phát tâm Bồ Tát, nghĩa là phát tâm Bồ Đề, thực hành Bồ Tát hạnh. Ngài cũng phát nguyện là bố thí, ai xin gì cho nấy. Thì có một vị thanh niên đến, nói rằng mẹ của mình bị bệnh nặng, ta yêu cầu phải lấy xin một con mắt của một người tu hành để về làm thuốc thì mẹ mới bớt bệnh. Thì bây giờ tới để xin Ngài Xá Lợi Phất con mắt. Thì Ngài Xá Lợi Phất nghe thì với cái tâm Bồ Đề của mình thực hành Bồ Tát hạnh, Ngài mới móc con mắt trái để cho. Thì người thanh niên thấy móc con mắt trái mới la lên: trời, con chưa nói mà sao Ngài đi mất con mắt như vậy. Bác sĩ nói rằng phải là con mất hải. Ngài Xá Lợi Phất bây giờ lỡ rồi, biết làm sao giờ, thôi mất luôn con mất phải để cho. Như vậy với cái tâm hạnh như vậy chúng ta thấy như thế nào? Không ai thực hành theo nổi. Thì Đức Phật chúng ta cũng vậy, bố thí thân mình, vợ con, vân vân. Thì Ngài Xá Lợi Phất cũng thực hành Bồ Tát Đạo như vậy. Thì khi mà bố thí hai con mắt, mất hết hai con mắt, thì cái người thanh niên này vẫn la lên. La cái gì? Lúc đó Xá Lợi Phất, Ngài mù rồi, Ngài không thấy nữa. Chỉ nghe người thanh niên mới la lên là nói gì: con mắt thối quá, rồi dục dưới đất, lấy chân chà đạp. Xá Lợi Phất lúc đó thối chuyển liền. Ngài Xá Lợi Phất thối chuyển. Thì thật sự là như vậy. Mất hai con mắt mà còn bị chê thối, con mắt thối vậy làm sao làm thuốc? Khi mà thối chuyển thì chàng thanh niên mới là hóa thiện hình thân về trời để thích và sám hối và nói rằng con thử thôi. Đó, chúng ta thấy thì đây cũng vậy, tìm được trầm mà vì lâu quá bán trầm, tất nhiên chúng ta biết rồi, giá nó đắt hơn vàng, phải từ từ mà bán, ai mua cho được. Cho nên là thấy vậy mới sinh lòng mệt mỏi, nó thôi bán hành than, đốt hành than bán. Thì than thì rẻ rồi, người ta sẽ mua, thì mua thì coi như giá trị không bằng gì cả. Thì trong bài ý nói là thành Phật quả, thực hành Phật quả, mà trên con đường thực hành Phật quả ba a tăng tỷ kiếp dài quá, cho nên muốn tu hành thanh văn thôi, độ mình thôi, không độ ai hết. Và cái này cũng có ý nghĩa nhiều ở trong đây.
trong việc làm thì chúng ta phải nắm cho được cái việc làm chính xác của mình. Cái việc làm mà không chính xác thì rõ ràng không đạt cái hiệu quả, thì chúng ta cũng tự mình chúng ta diễn dịch ra cái này. Thì không bắt buộc chúng ta phải nói theo bài, chúng ta phải nói phần này. Vậy là chúng ta xong phần 1 của phần dịch. Không biết mấy thầy mấy cô có ý kiến gì không? Dạ mô Phật, không ai có ý kiến thì thầy xin tiếp tục ạ. Vậy phần số 2, dựa vào âm Hán Việt dịch nghĩa và viết chữ Hán thì cũng giống như hồi nãy. Phần dịch đầu tiên là phiên âm Hán Việt và dịch nghĩa. Thì phần thứ hai là yêu cầu chúng ta dựa vào âm Hán Việt để chúng ta viết chữ Hán. Thì cũng như vậy, thì cái phần này các bài dùng để viết chữ Hán như bài Quế, Đình Trung Chủng Quế, Kỳ Diệp Thường Lục. Và trong sân nó trồng cây quế, lá của nó thường xanh, vân vân. Rồi câu 2 cũng là bài quế. Rồi câu 3 cũng là bài quế. Rồi câu 4 cũng vậy, câu 5. Rồi câu 6 thuộc về Liêm. Rồi tới câu 10 là thuộc về Thánh Đế Đề Nhất Nghĩa. Câu toàn là ngắn ngắn, kia câu ngắn không, cho nên là 20 câu. Nhưng một câu chúng ta thấy chỉ có mấy chữ, 9-10 chữ. Để cho dễ viết câu dài 12 chữ như thế này. Như vậy phần thứ hai là cái phần viết chữ Hán và dịch nghĩa. Thì mấy thầy mấy cô như quý Phật tử có thắc mắc có ý kiến gì không? Không có thì chúng ta lại có thể thông qua. Rồi Diệu Tâm có ý kiến gì không? À, đúng là Diệu Tâm. Thật sự nhiều thầy nhiều cô mình ở miền Bắc sẽ cô biết giỏi tiếng Hán lắm, phiên âm dịch nghĩa rất là giỏi, không biết có đúng không? Hồi xưa mà khóa 2 á, sư cô học chung với mấy thầy mấy cô miền Bắc á, khóa 2 rất là đặc biệt, có mấy thầy mấy cô miền Bắc cô học chung, phải nói là phiên âm dịch nghĩa mấy thầy mấy cô biết hết à, nhưng mà qua phần ngữ pháp là bắt đầu phải bàn với nhau ở chữ này sao, sau đó mình cũng học chung nữa, có nghĩa là ngồi phân tích một câu thì cũng vui lắm, nhưng mà phiên âm dịch nghĩa, phiên âm lúc đó mình thấy là mấy thầy mấy cô rất là giỏi, nhất là mấy cô học chung mấy cô chữ nào cũng biết hết trơn. Phiên âm xong dịch nghĩa rồi bắt đầu phân tích ngữ pháp, lúc đó thì gọi là huynh đệ chung mới gọi là chia sẻ với nhau. Còn phiên âm với dịch nghĩa thật sự là mấy thầy mấy cô miền Bắc rất là giỏi. Như vậy hai phần đã xong, hai phần dịch đã xong, phần từ vựng đã xong, như vậy ba phần đã xong. Giờ chúng ta qua phần cuối. Là phần đông phần cuối là phần ngữ pháp. Mặc dầu điểm không có bao nhiêu, chỉ có 10 điểm. Nhưng mà phần đó gọi là khó đối với học viên. Giờ chúng ta qua cái phần ngữ pháp. Đây là phần ta gọi là gì? Cũng là một cách học mà có học kỳ để ta chia sẻ cho lớp, có học kỳ để cho lớp tự như là tự làm, như là lớp phó học tập làm cái này để mà cho lớp. Nhưng mà không biết từ khóa 5, khóa 6 thì giao cho Ni Sư Kiên thì không biết lớp có làm cái này không? Không, chưa có. Có nghĩa là chúng ta thống kê hết tất cả các từ ở trong bài của mình. Đây, ví dụ trong bài ngữ pháp, đây là những từ mà cuối học kỳ 6 sẽ xuất hiện. Thì như vậy khi mà chúng ta thống kê rồi thì chúng ta cứ theo đây mà học. Ví dụ hai phần dưới đi, phương vị từ với số từ có cần học nữa không? Không, phần này là mặc dầu là lúc nào ôn cũng đưa ra nhưng mà không cần học. Vì giữa học kỳ 1 chúng ta đã học rồi. Số từ nhất, nhị, có thêm chữ lưỡng ở đây, nhất, lưỡng, nhị, tam, tứ, ngũ, lục vân vân là số từ, không khó.
Rồi phần thứ hai là phần phương vị từ, cũng chỉ có từng này từ. Chúng ta đếm coi bao nhiêu từ. Khoảng 32 từ. Số từ thì nhiều, mênh mông, cả hàng vạn, hàng triệu. Nhưng mà với từ này chúng ta nối với từ kia là xong. Ví dụ chúng ta nói nhất thiên là 1.000, nhất vạn là 1.000, chứ không phải ngồi chúng ta đếm gì đó có một phần vạn con số, mà chúng ta chỉ thêm con số 1, số 2, số 5 gì ở đây là ra 5 vạn, 10 vạn. Thì với phương vị từ là có 32 từ như thế này. Những cái từ này là những khóa trước tiểu đề gửi cho lớp hết để cho chúng ta tự ôn tập. Thì những cái file này đều là có hai cái này cả. Thì chúng ta tự lên mạng lấy, hoặc là muốn thì tôi cũng có thể gửi cho lớp những file này. Như vậy còn lại là 8 phần. Thì cách học như thế này, chúng ta coi đại từ mấy chữ? 6 chữ. Ở trong đây tới 11 chữ là sai rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy cái phần này cũng không đúng. Nó đề là 32 từ không đúng, tại vì nó có những cái dấu chấm như thế này nè. Ra 32 từ tất nhiên là còn có khoảng là 15. Có 16, 17 chữ à, chứ không tới 32. Cũng như nhìn lên đây nè, chúng ta thấy là đây 6 chữ, nhưng mà nhìn ở dưới là thấy 11 chữ. Thì không phải là 11 chữ, mà do dấu phẩy cũng tính luôn, cho nên thành ra 11 chữ, thật ra có 6 à. Và động từ thì này có 3 cái động từ quan trọng chúng ta chú ý. Dụng vi tại, đại từ hà, kỳ, chi, thùy, thử, tha. Chúng ta thấy đại từ có từ nào mới không? Đại từ có từ nào? Từ nào mới? Chi ạ. Chữ hà mới học xong rồi ha. Chữ kỳ cũng mới học xong. Chữ chi thì chúng ta phải so sánh với các từ dưới đây là trợ từ kết cấu. Cho nên dù là không mới, chữ chi lúc nào cũng khó. Chữ thùy có thể là mới ha. Thử cũng học trong giữa học kỳ rồi. Chữ tha cũng học rồi. Các bạn hãy cho chữ thì mới đi. Rồi động từ dụng vi hay là vị với tại, chúng ta thấy từ này có mới không? Cũng không mới, nhưng mà tại vì không thi thôi. Nhưng mà kỳ này tại sao thi? Vì chữ dụng có khi là động từ, có khi là giới từ. Chính vì vậy cho thi là vậy. Giờ liên từ, chúng ta thấy có từ nào mới không? Dĩ, tuy, nhi, cố, có từ nào mới không? Không mới, toàn từ cũ. Nhưng chúng ta chú ý chữ dĩ này. Vì trong bài thì chúng ta thấy có bôi vàng như thế này, để chúng ta chú ý. Những chữ bôi vàng là chúng ta phải so sánh. Còn những chữ không bôi vàng gặp là chúng ta đánh là liên từ liền. Cũng như lần trước, phó từ chúng ta không học tới, chúng ta để đó, chúng ta qua chờ động từ. Thì kỳ đi chờ động từ có hai chữ, khả dĩ với khả. Có từ nào mới không? Không. Khả dĩ, khả, kỳ này không có chữ năng. Rồi chờ từ, chi hồ giả giả, thì trong đây vẫn có chữ giả nè. Có chữ nhiên nè. Rồi có chữ giả này, có chữ chi này, rồi có chữ phủ. Cuối câu. Rồi chữ 7 là trợ từ kết cấu là chữ chi rồi. Rồi giới từ, đây chính là chữ từ này, là giới từ này. Trong cuối học kỳ có những giới từ đặc biệt như vậy để chúng ta làm. Cái này là giới từ khó là như vậy. Vì sao khó? Đây, dĩ. Vừa là liên từ, vừa là giới từ. Dụng, khi là động từ, khi là giới từ. Vi, tại cũng vậy. Bây giờ thầy sẽ trình chiếu lại cái file giới từ cho lớp nắm, rồi chúng ta lại làm bài tập kiểm tra ngữ pháp. Đây, giới từ này là của cuối học kỳ 4, là tờ trình bày rất là kỹ. Còn bây giờ thì cũng phải nhanh một chút, tuy là nói trình bày lại nhưng mà cũng nhanh vì đã học rồi.
Định nghĩa: giới từ là những hư từ đặt trước danh từ, đại từ hoặc cụm danh từ, tạo thành các cụm giới từ bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc cả câu về các mặt đối tượng, thời gian, nơi chốn, phương thức. Thì đó là một định nghĩa dài như vậy. Nhưng mà khi tôi trình bày từ chữ giới, tôi thường hay nói là giới từ như là cái từ để giới thiệu, mình dễ nhớ. Từ để giới thiệu, giới thiệu cái gì? Giới thiệu đối tượng, giới thiệu thời gian, giới thiệu nơi chốn, giới thiệu phương thức. Thì khi mà chúng ta làm bài chúng những cái từ mà đối tượng này, ví dụ ư cái gì đó ở đâu, nó là nơi chốn. Rồi cái gì đó thuộc về thời gian, dĩ lai nó là thời gian. Rồi đối, như là đối với nhân, đối với người, hoặc là phương thức nào đó, chính là nó thuộc về giới từ này. À, thì chúng ta nói giới thiệu đối tượng, thời gian, nơi chốn, phương thức. Thì nói cũng rườm rà, nhưng mà thật sự đi vào chúng ta sẽ nắm từng cái mẫu câu để chúng ta học. Đây, giới từ biểu thiệu thời gian, địa điểm, phương hướng, như chữ tùng nãy vừa nói nè. Rồi chữ ư, chữ tài, chữ hướng. Thì này chúng ta có chữ tài, bây giờ chúng ta bấm vào chữ tài để chúng ta coi giải thích. Tha tại gia, ngã bất tại gia. Tại này có nghĩa là gì? Từ loại nó là gì? Rồi có ai trả lời không? Tại gia thì nơi trốn. Mấy thầy mấy cô có thể mở mic ra. Học trên Zoom mà giờ cũng còn có 14 vị à. Thì thôi Diệu Tâm chịu khó mở mic rồi, Quản Thiền đi đâu rồi? Thiền cũng bận nghỉ rồi. Thôi Liên Phương cũng lên mic, mời mấy thầy mấy cô lên mic để trả lời. Cũng hơi tệ trình bày mà cuối cùng không có vị nào trả lời, tệ không biết là có hiểu ý tệ trình bày hay không. Nay ý tệ nói là gì? Chữ tại, tại sao thi? Ngã tha tại gia, ngã bất tại gia, ngã tại Phật Học Viện. Những cái câu này tại từ giờ, từ loại đó là gì? Từ loại nó là động từ. Tha tại gia, ngã bất tại gia. Anh ấy ở nhà, tôi không ở nhà. Tôi ở Phật Học Viện. Một đứa bé thì đang ở sau. Rồi khách đường thì ở trước. Rồi phòng sách thì ở bên cạnh. Phòng ngủ ở bên sau. Nó thuộc về bài 37 đã học rồi. Bây giờ cũng là chữ tại đó, bây giờ nó biến thành giới từ. Ví dụ tha tại gia tu hành, hoặc là tha tại gia học tập. Như vậy vốn nó là động từ là tha tại gia. Bây giờ thêm một cụm đằng sau nữa thì chữ tại này biến thành giới từ. Mô Phật, ở đây là ôn lại với mấy thầy mấy cô có thấy khó hiểu không? Nếu không thì tề làm nhanh là chút ạ. Ngô nhân tại gia trung. Ngô nhân tại gia trung. Câu đó là gì? Tại sẽ là động từ. Nhưng mà thêm có cái phần gọi là tu hành niệm Phật. Cho nên là đằng sau nó có một cái cụm từ khác nữa. Hình tại nó biến thành giới từ. Cũng như vậy, tại gia trung hiếu phụ mẫu. Ngã tại Phật học việc học tập Hán ngữ. Ngã đẳng tại Phật Học Viện học cổ đại Hán ngữ. Chúng ta thấy tại vốn là động từ, nhưng mà đằng sau nó có một cụm nữa, một cụm từ nữa. Cụm từ đó là gì? Ví dụ học tập là tu hành. Tu hành niệm Phật là hiếu cha mẹ, học tập Hán ngữ. Thì nó có thêm một cái cụm từ như thế, nó thành chữ tại này biến thành giới từ. Chúng ta chú ý ha. Như vậy là những lần trước mà cô giải thích, mà nếu Diệu Tâm không có hiểu thì giờ chú ý cái này ha Diệu Tâm. Dạ vâng. Cái này thật sự rất là hay. Tại vì giới từ theo chúng ta gọi là theo cái học kỳ 8, mà nó cứ biến tới biến lui như thế này. Khi động từ, khi giới từ, và khi liên từ, khi giới từ. Cho nên giới từ là khó nhất. Rồi trong bài chúng ta có chữ dĩ với chữ dụng. Và chúng ta coi chữ dĩ, dĩ thì nãy cũng nói rồi. Dĩ hành động nè, hành bát chánh đạo để không mất đi nhân cách. Nếu mình dịch là để
thì nó là liên từ. Mà lấy Phật pháp để dạy người, rồi hoặc là giết người bằng đao, lấy tay để đẩy, cái đó đây là con lật đật, trong bài con lật đật. Hoặc là lấy dùng để mà cấp thủy, lấy cái thùng để múc nước, hoặc là lấy cái chữ, lấy cái chày để mà đập vào cái y phục. Hồi nãy đã giải thích cái phần dĩ. Cái bài dĩ để mà lấy bằng, chúng ta nhớ nó là dĩ từ. Mấy cái này phải ghi vào là thuộc lòng thôi. À, không thể nào mà chúng ta nói rằng mới trình bày để chúng ta thuộc thì chúng ta phải ghi vào thuộc lòng. Dĩ mà dịch là để thì liên từ, mà dịch là lấy bởi bằng thì chúng ta nhớ nó là giới từ. Và ghi vào sổ tay ngữ pháp để chúng ta học. Rồi dụng, trong bài chúng ta kỳ này có chữ dụng nè, cho nên là thi cái chữ dụng này nè. Động từ, ví dụ dụng liêm, trong bài chúng ta bài liêm á, bài 60, chúng ta phải học trước, bây giờ là không có thể nào mà ngồi phiên âm dịch nghĩa bài liêm được. Trong bài chúng ta có cái bài rèm, nghĩa là mùa nắng, mùa mưa, dùng nó để che mưa, che nắng gì đó. Dụng liêm, giai khả dụng liêm, thì chữ dụng này là động từ. Đằng sau chúng ta thấy không có cụm nào, từ nào cả. Nhưng mà trong bài cũng là bài liêm luôn, chúng ta thấy dụng liêm dĩ tế nhật. Như vậy là dùng cái rèm này để làm cái gì? Dùng cái rèm để che mặt trời. Rồi dùng liêm dĩ người hàng, dùng cái rèm để mà chặn gió. Như vậy với cái loại từ mà trong bài chúng ta có hai chữ dụng, mà một là động từ, hai là giới từ như thế này, thật sự chúng ta phải nắm. Nó khó chỗ đó nhưng mà cũng không khó nếu chúng ta chịu khó học thuộc lòng. Dụng liêm hết thì nó là động từ. Dụng liêm để che mặt trời, dụng liêm để ngăn chặn gió hay là bụi bặm gì đó thì nó sẽ là giới từ. Thì mấy thầy mấy cô nắm được cái phần này chưa ạ? Thật sự rất là nhiều. Cái phần giới từ đã nói rằng mà chữ kỳ này không có, bị tỷ không có, nó chỉ có chữ dụng. Quay lại bài thì cũng những từ như vậy. Thì hy vọng lớp chúng ta cố gắng đầu tư vào chữ liêm, còn nếu không thì thôi, thì chúng ta cũng đành chấp nhận. Vì nếu mà khó quá thì thật sự học đối với người mà ngữ pháp cảm thấy khó khăn đối với mình á, thì đúng là qua mấy cái này thì rất là cực. Thì cái bài chúng ta là như thế này. Đây. Đông, nghĩa là mùa đông á thì rất là lạnh. Dùng liêm để ngự phong. Ở trong bài liêm của chúng ta. Cho nên là cửa nè, cửa hai cánh hay là cửa sổ vân vân đều có thể dùng liêm. Thì dùng này đằng sau không có từ hết, nó là động từ. Đó, chúng ta cứ chịu khó phải ráng thuộc lòng thôi. À, như vậy là tạm giới thiệu sơ và giới từ. Giờ chúng ta đi vào phần ngữ pháp. Mời thầy, mấy thầy, mấy cô uống nước một chút. Thầy cũng uống nước một chút rồi chúng ta đi vào phần ngữ pháp là xong phần cuối học kỳ đó. Thì trong lúc giải thích xong thì chúng ta có thể là thắc mắc thì hỏi. Và từ đầu tư thêm. Rồi những cái bài giảng của thầy đã được đưa lên trang mạng. Vô tâm thấy khi xưa mà cô giảng bài cũng nói giới từ cũng giảng, nhưng mà không có nhìn thấy cái màn hình gì hết trơn, đang nói cái gì. Bây giờ chắc chắn có cái màn hình lên. Thì nếu dường tâm mà yêu thích cái tiếng Hán này thì khó học lên. Cô có rảnh giờ nào thì có giờ nào mà cô rảnh cô cho con biết để con học đi ạ. Thì cô thì thật sự là không có rảnh nhiều, nhưng mà dường tâm mà tập hợp 5-7 huynh đệ, mấy thầy mấy cô á, là ví dụ như một ngày đó mà thấy được, ví dụ như là tối cũng được nữa. Ví dụ tối chủ nhật hoặc chiều chủ nhật, hoặc là cái ngày nào mà thấy tập trung được cứ nói, là sư cô sẽ sắp xếp thời gian. Thì để mà như là chia sẻ thêm với thầy với cô quý học viên ngoài Bắc. Tại vì bao nhiêu năm rồi, nhiều khi chấm bài, nhiều khi cũng biết. Miền Nam học là số điểm 50, bốn mấy rất là nhiều. Miền Bắc thì phải nói vì không thể là từ miền Bắc mà vô học được, chỉ đành học qua file MP3. Cho nên là nhiều khi nó cũng cái căn bản thì cũng đành phải chấp nhận, nhiều khi cũng hơi yếu một chút. Mặc dù trong bài cũng có mấy thầy mấy cô giỏi mình cũng nói, nhưng cũng có một số vị á thì thấy làm bài là biết yếu, như là từ vựng rất là dễ. Đối với bản thân mình thấy là mình trình bày dễ, nhưng mà bên đó cũng vậy, có người để trắng
ngữ pháp như chữ bất dễ thì có nhiều khi cũng để ý trắng vân vân. Anh đã biết là do nghe file MP3 khó mà tiếp thu được cái trình bày, giảng viên trình bày tại lớp. Mặc dầu những cái chữ trình chiếu đi, dùng PPT nè, rồi những cái nét căn bản, dùng một cái phần mềm để trình chiếu những cái chữ, phải nói là cũng là công phu của giảng viên soạn. Nhưng mà nói đường file MP3 một nẻo, rồi file hình đưa lên không biết chỗ nào, thật sự là cũng khó mà tiếp thu. Thì thôi, giờ chúng ta đi vào phần ngữ pháp nữa là xong. Cho cô, cho con xin số điện thoại. À, số điện thoại hả? Đánh ở trên đây luôn. Đây, số điện thoại 0909 420 689. Cảm ơn cô. Cảm ơn Diệu Tâm đã hỏi cho cô cái này. Rồi chúng ta vào bài ha. Giờ bài cuối cùng là bài ngữ pháp. Thì nếu lớp đã photo, đã lót cái này xuống photo, thì chúng ta thấy bao nhiêu câu? Cũng là 100 câu. 100 câu. Kinh nghiệm thi ha, đừng bao giờ học chung hai cái như một. Chúng ta ôn, bây giờ đã nắm bắt được giữa học kỳ học cái gì rồi, chúng ta ôn trước. Những cái bài cuối học kỳ cũng coi đó, nhưng mà khi đi thi hay là còn một tuần nữa thi, chúng ta ôn giữa học kỳ tách riêng ra. Đừng lấy bài cuối, bài giữa học lộn, rồi tới ngày thi giữa học kỳ thì lại nó ra, ủa sao mà bài nó không có giống giữa học kỳ ha. Cái này là cuối học kỳ. Và bây giờ chúng ta làm. Và cũng như hồi nãy, chữ nào khó thì tôi sẽ giải thích lại, mà không khó thì chúng ta đi cho nhanh. Câu số 1, chữ giả. Chợ từ. Chợ từ, đúng. Giả, giả, có nhớ là chợ từ thì chính xác. Câu số 2, ư. Ư là giới từ. Chữ ư này nó không khác, nó không có khó như chữ dĩ, chữ dụng. Thế chữ ư là chúng ta chọn cái gì? Giới từ, chính xác. Chữ ư khó mà là từ loại khác lắm. Cho nên là thấy ư, thấy giả là chọn liền. Câu số 3, chi. Thấy chữ chi là chúng ta thấy không thể nào mà nói liền, mà chúng ta phải coi thử chi là gì. Xanh, xanh ở đâu? Xanh ở địa, ở nơi, gọi là ẩm thấp. Chữ này dịch trước thì chữ chi sẽ là gì? Chợ từ kết cấu. Xanh ở nơi nào? Xanh ở nơi ẩm thấp. Xanh ở nơi nào? Ở những mẫu câu khác có thể là xanh ở nơi cao ráo. Hoặc xanh ở nơi nào? Con người thì xanh ở nơi giàu sang và phú quý. Như vậy cái chữ nơi này mà dịch trước, chữ định ngữ của nó dịch sau là nó là chợ từ kết cấu. Rồi câu số 4, hậu. Phương vị từ. Tiền, hậu, trong, ngoài, vân vân. Chúng ta nhớ là phương vị từ. Rồi câu số 5. Quảng Giang. Vâng, chúng ta phải tắt cái này đi để tải chiếu lên cái phần này. Nãy chưa nói cái phần này. Ở đây, nãy tôi có nói đại từ rồi nè, rồi động từ, rồi liên từ, rồi trợ động từ, rồi giới từ, trợ từ kết cấu tới giới từ, trợ từ, rồi động từ, rồi trợ từ kết cấu tới giới từ, rồi thôi.
Ở đây chúng ta có một cái phần gọi là phó từ. Mà phó từ rất là nhiều, cho nên chúng ta sẽ học hết tất cả đại động liên, trợ động từ, trợ từ, trợ từ, cái cấu giới từ. Thì tất nhiên những phần còn lại chính là phó từ. Thì ở đây nếu mà nói rằng cái chữ hậu này á, mà nếu mà nằm ở đây chúng ta phải bôi vàng lên. Vậy là phải cần so sánh. Như vậy phó từ ở đây chúng ta sẽ ý mấy cái từ gọi là chỉ thời gian, quãng gian, thu dạ, đông thời, hạ thời. Cái từ nào chỉ thời gian nó đều là phó từ làm trạng ngữ trong câu. Còn những chữ khác thường vô, phá, phi, nổi, hàm, do, nghiêm, dai, bất, tội, vân vân, thì chúng ta biết nó đều là phó từ. Rồi chúng ta đi vào bài lại lần nữa. Thì như vậy trong này cái chữ vãn gian này là từ loại là gì? Tôi nhắc nó là phó từ chỉ thời gian ha. Rồi câu số 6 dụng. Dụng là động. Dụng từ loại là gì? Dụng là dùng động từ. Liêm chi vi dụng là cái dùng của rèm. Cho nên là đây chúng ta biết sẽ là động từ. Câu số 7 thủy biên thảo thượng. Biên là gì? Biên là phương. À, biên là phương vị từ. Rồi mỗi. Trong đây còn chữ mỗi nữa. Thôi kệ, cứ làm tới bài chúng ta giải thích trong cái phần trắc nghiệm này cũng được. Trong bài chúng ta có chữ mỗi. Có khi mỗi là đại từ, có khi mỗi là phó từ. Mỗi đây là đại từ hay phó từ? Phó từ. À, mỗi. Chúng ta chú ý ha. Nó đứng trước động từ thì chữ mỗi sẽ là phó từ. Đứng trước động từ thì nó là phó từ. Còn mà nó đứng trước danh từ thì nó là đại từ. Chúng ta chú ý chữ mỗi. Trong bài này sẽ có chữ mỗi nè. Rồi câu số 9, chữ ư, từ loại là gì? Nên sao có ai trả lời hết trơn vậy? Tại vì không mở mic hay là mệt rồi, đuối rồi. Giới từ. Giới từ. Nhưng có phải lớp là tại không mở mic hay sao, hay là khó? Hay là chúng ta muốn ôn thêm ngày khác nữa? Nghe ai trả lời hết trơn vậy? Thì thôi như thế này, tại cứ ôn bình thường. À, rồi nếu mà chúng ta học thi xong giữa học kỳ, nếu cảm thấy rằng cần ôn lại thì cứ báo. Không phải hết lớp cũng được. Để lên lại làm bài học ngữ pháp này. Còn nếu mà thấy được rồi chúng ta thông qua ha. Rồi câu số 10, giả từ loại là gì? Giả từ. Anh nhớ là nếu mà không có, và bây giờ không thể mở ra hai file ha. Nghĩa là nếu không được, chúng ta làm sao mà ghi chú cái phần này. Đây. Phần này thì chắc là có thể là gửi cho cái lớp trên mạng. Các loại từ thường gặp, chúng ta ghi hết mấy cái này chúng ta học. Hà, kỳ, thì, thử, tha, dụng, vi, tại, vân vân. Ghi hết để thuộc lòng. Rồi chúng ta vào bài chúng ta làm thì chắc chắn sẽ nhanh. Còn bây giờ hôm nay là mới giữa học kỳ mà ôn qua hết một học kỳ. Thì rõ ràng ta biết là nhiều bài với thầy với cô là chưa học tới.
vì dự định là học xong nửa học kỳ chúng ta sẽ thi giữa học kỳ, chúng ta học cuối học kỳ đúng không? Thành ra có nhiều câu như là thấy thưa chưa có quen. Vậy thôi chúng ta cứ làm hết. Câu 11 giả. Giả đây cũng như ở trên, chi hồi giả giả thuộc về trợ từ. Rồi câu 12 giả nữa. Chúng ta thấy mới đó liền 4 câu, 3 câu liền là cái gì? Trợ từ. Rồi câu 13. Rồi tội. Tội là phó từ. À phó từ. Rồi chữ giả. Câu này là lần thứ 4 thứ 5 rồi nha. Trợ từ. Trong lần này hơi nhiều rồi đó. Rồi 15 từ. Phương vị từ. Phương vị từ. Khoảng thiền vô rồi đó hả? Phương phạt. Rồi 16 bất là gì? Phó từ. Phó từ. Rồi nói cho hăng hái lên ha. Rồi câu 17 ư. Ư là phó từ. Ư là phó từ đúng không? Thuộc lòng phải ghi vào trong sổ. Ư là giới từ. Giới từ. Không phải 100% nhưng mà phải nói rằng thường thường nó là giới từ. Nó thấy ư là chúng ta đánh giới từ là đúng mà. Có thể là những bài khác có từ loại khác nhưng mà trong suốt 8 học kỳ chúng ta học không có từ loại khác, chỉ là giới từ thôi. Cho nên thấy ư là chúng ta đánh giới từ. Và mấy từ này phải ghi vào sổ tay ngữ pháp. Ư là giới từ. 18 ư. Giới từ. Cái này là đánh đúng rồi đó, đừng để sai ha. 19 dĩ. Liên tự. Liên tự. Thấy câu này là quen quá rồi ha. Hành bát chánh đạo để không mất đi nhân cách. Liên tự. Câu này thì Tuệ sẽ cho thi hoài. Có thể mấy cô có học thuộc lòng là thi. 20 nhi. Nhi là liên tự. Liên tự. Thuộc lòng đi. 21 phi. Phó từ. Phó từ. Đứng trước như là giới từ này thì nói là phó từ nè. 22 thử. Đại từ. Đại từ. Đại từ. Rồi 23 chữ hà xuất hiện lại, tự loại là gì? Đại từ. À, đại từ. Bài giữa học kỳ xuất hiện 5 số lần nữa ha, đây ít thôi. Dạ. 24 giả. Giả. Dạ. Trợ từ. Trợ từ. Trợ từ, nhớ giả là trợ từ liền. Chi hồ giả giả trợ từ. Rồi. Hậu. Hậu là phó từ. Phó từ. Phó từ. Rồi. Chữ này khó nè. Hậu vốn là phương vị từ. Phương vị từ. Nhưng mà đây nói gì? Đế sau đó cử vấn. Thành ra cái chữ hậu này hỏi là hỏi sâu. Cho nên là đứng sau động từ. Thành ra mình nói là phó từ. Và nữa nó muốn nói cái thời gian sau đó. Cho nên là ở đây là phó từ. Vậy đúng là chữ hậu là ai cho là phó từ là đúng. Với lại ba chữ câu này là dễ. Vì sao nó không có phương vị từ ở đây? Dạ. Yeah. Phương vị từ ở đây chúng ta sẽ thấy khó liền. Rồi 26 hạ. Phương vị từ. À, chính xác. Rồi 27 dĩ. Dĩ là giới từ. Giới từ không phải lấy miệng mà kêu vậy. Rồi giả nữa. Trợ từ. Thấy những này là trợ từ là đánh vô là đúng ngay nè. 29. Rồi. Tinh. Cái chữ này là xuất hiện không nhiều ha. Dạ. Yeah. Tân. Tân văn. Có nghĩa là tin tức. Hoặc là phả đa. Có nghĩa là hơi nhiều. Nhiều. Phó từ. À, đứng trước chữ đa. Chúng ta thấy nó là phó từ. Này là cái câu dường như là câu ngoài chứ nằm không trong bài. 30 chữ trung. Phương vị từ. Rồi phương vị từ. Rồi tới câu 31 kỳ. Đại từ. Nó thấy kỳ là chúng ta đến đại từ là chính xác, không có sai, cái này không cần phải đi làm gì hết. 32 nội ngoại. Phương vị từ. Phương vị từ. Trong ngoài phương vị từ. Rồi trong bài này chúng ta chú ý chữ hậu ha, hậu nó là thời gian. Và chúng ta chú ý là phương phó từ. Phó từ. Rồi tới 33 thu thời. Thu thời. Phó từ. Thu thời. Thu thời. Hãy nói thời gian. Một số từ thuộc vào thời gian chúng ta có chọn phó từ. Rồi tới chữ 34 là vi nè.
Vì. Vì. 34. Vì là giới từ. À, giới từ. Nhưng mấy câu này là câu bị đồng. Dạ. Thân vi tống quốc tiếu. Tống quốc tiếu. Thân của mình thì bị người nước tống cười. Thì cái loại bị đồng này rất là hay. Vi tống quốc sở tiếu đó. Thì những mẫu câu như vậy, nếu nó hay hoặc khó thì chúng ta phải chịu khó nhớ kỹ những từ. Rồi người ta đều thương nó. À, 35. Có đâu rồi, hết rồi hả? Hết là giảng viên mới trả lời ha. Có từ. Nghĩa là ái là động từ. Ái chi là thương nó, thích nó, điều thích nó. Đứng trước động từ nó là có từ. Rồi 36. Người đại. Đại từ. Thì chúng ta chú ý chữ chi cũng ghi vào sổ tay ngữ pháp. Chữ chi khi mà đứng cuối câu thì nó 95% nó là đại từ. Nó nhớ vậy đó. Yeah. Không phải hoàn toàn, nhưng mà nó rất là nhiều. Đứng cuối câu để mà thay thế mình nói ở trên, nó là đại từ và rất là nhiều. Chỉ có 1-2 từ ngoại lệ thôi. Rồi 37, gì? Giới từ. Liên tưởng từ. Từ chứ. Giới hay liên, câu này phải dịch thôi. Không dịch là không làm nó được. Câu này dịch sao? Dĩ như hòa. Câu này là bài quế đó. Học chưa? Nên là học rồi mới ôn chưa? Chưa không? Lấy để hòa trộn với đường. Chứa trữ ở trong bình. Khi mà dịch dày như vậy chị Dĩ là gì? Giới từ. Hả? Lấy để mà. Lấy để. Để là liên từ. Trộn vào liên từ. Lấy để. Lấy cái gì? Lấy cái hoa quế đó. Này cái bài hoa quế để. Lấy con hoa quế. Cho nên chữ này dịch để. Cái này hãy Dĩ là phải dịch thôi. Không dịch không nghe, không có làm được bài. Lấy. Ở đây là tóm tắt là nghĩa là thiếu một chữ ở đây. Thiếu tâm ngữ. Lấy cái gì? Lấy quế. Lấy hoa quế. Để mà làm gì? Để mà trộn với đường, cho nên để nó là liên từ. Và tới chữ dụng nè. Dụng là giới. Không có động từ luôn. Thì nó là giới từ. Giới từ. Động từ câu này không dễ ha. À, dùng rèm để ngự phân. À, câu này không có động từ hay giới từ cũng được. 39. Trung bị từ. Trung bị từ. 40. Vì. Tử vi ngã bóng. Trời ơi. Nghĩa là bạn hay anh. Chữ này có nhiều nghĩa. Bạn hay anh hay ông. À, vì tôi mà hỏi ai? Hỏi Mạnh Tử. Mạnh Tử. Cho nên là vì tôi hỏi Mạnh Tử. Cái bài câu 40 này sẽ là gì? Liên tần. Vì tôi. Giới từ. Về chữ vị này ha. Thôi học gặp nữa thì phân tích thêm. Vì tôi. Hoặc là bị nước tống. Vì nước tống. Bị nước tống cười. Nó là giới từ. Còn chữ vi mà làm á thì nó là động từ. Chúng ta nhớ nè. Tử. Ông vì tôi mà hỏi Mạnh Tử. Còn ở trong trên là gì? Nhớ ở trên chưa? Thân thì bị nước tống cười thì chữ vì này nó là giới từ. Còn đây là vì tôi mà hỏi thì cũng là giới từ. Giới từ. Rồi 41. Nhi. Liên từ. Rồi mấy chữ nào mà dễ dễ thì làm cho nhanh ha. 42. 42 là gì? Khó từ. Giờ không biết có đánh khó từ là cũng hơn 50% đúng rồi đó. Đối. Đối trẫm giả tùy. Là do lớp là do không học bài. Cái học bài là chúng ta sẽ nắm những cái từ này nè.
Rồi chúng ta quay lại cái phần giới từ lại đi. Đây. Thì này giới từ gồm có mấy chữ nè. Ừ. Như vậy. Đó nè. Vậy nè. Dùng ai phi thôi. Đổi. Phi mấy cái chữ này vô. Dĩ, dùng, tài, vi thì chúng ta phải so sánh, còn đối thì gặp luyến và giới từ liền. Giới từ. Rồi chúng ta quay lại chúng ta làm ha. Ư, dĩ, dùng, tài, vi hay là vị, đối. Làm lại phần ngữ pháp lại. Như vậy đối đây là gì? Giới từ. Đối vốn nó cũng là động từ đó. Đối diện ai đó, từng đó, xong thì nó có thể là động từ. Nhưng mà đối diện với chấm là ai? Cho nên là nó trở thành giới từ. Mấy cái đại từ này nó đặc biệt ở chỗ đó. Nhưng mà nắm được một câu rồi tự nhiên mình sẽ hiểu được. Cho nên chúng ta chịu khó học chữ dụng đi. Dụng liêm có nghĩa là dùng rèm. Dụng liêm dĩ tế nhật, dùng rèm để che ánh nắng mặt trời. Vậy nó biến thành là giới từ, cái học được giới từ. Rồi bây giờ còn 15 phút nghe, đáng nghe xong nha. 44 tuy, tuy là gì? Tuy là liên từ. Liên từ. 45 nhi. Liên từ. Liên từ. Luôn. 46 nhi. Liên từ. Liên từ. 47 ư. Giới từ. Đi rồi đó, ư là giới từ. 48 tuy. Có liên từ. Liên từ. Liên từ nha. Đây. Cái từ này vài bữa đưa cho lớp, lớp vừa khó học nè. Đại từ là hà kỳ chi tuy thử tha. Tuy nhi cố. À, liên là dĩ tuy nhi cố mới học lòng nè. Tuy nhi cố. Rồi từ khả dĩ khả nè. Khả dĩ. Từ nè giả giả nè, nên hai chữ này đi gần nhau nè. Cái nhìn giả nè. Giả giả là chi là nhiên cố. À, học mấy từ này thôi à, học thuộc lòng là làm được hết. Rồi vào lại bài ngữ pháp. Rồi tuy là liên từ. Rồi 49 thường. Thường là hóa hóa từ. Ừ. 50 cố. Liên từ. Cái lời này là liên từ liền. 51 dụng. Rồi coi đi. À, hai đồng tự lợi giới từ. Động từ. Động từ. Dụng liêm này nè ha, nhớ là động từ nè. Dụng liêm dĩ tế nhật, động với giới. Động từ. Động từ. Hả? Dụng liêm dĩ tế nhật. Dụng liêm ánh tế nhật. Nghĩa là dùng rèm để che mặt trời. Giới từ hả ta? Là giới từ. Dạ dạ, cô sao cái này không thấy, cô không thấy dụng liêm. Cái này dù ngoài mà. Cái này. Cái chuyện chuyện dụng này đặt dưới này mà cô. Đi nè, câu dưới đây nè. Nhưng mà cô ví dụ để mà lấy cái chỗ này cho chúng ta nhớ nè, hiểu chưa? Dạ. Rồi thôi, hạ thời. Năm 2. Hạ thời. Cái gì? Bỏ từ. Bỏ từ. Thời gian nè. Nói nè, mùa thu, mùa hạ, mùa đông nè, chúng ta biết thời gian là có từ. Câu này năm 3 nè. Dụng liêm dĩ tế nhật nè. Cái gì? Là giới từ. Giới từ. Này là không có động từ hình dễ ha. 54, dai. Giới từ. Ô, dai phó từ. Dai khả dụng liêm. Đều có thể dụng liêm. Dai phó từ. Đúng thế. Thời gian. Phó từ. Phó từ. 53, chữ này. Con dế tuy nó nhỏ, âm thanh của nó lớn. Nó đang nó đứng trước chữ đại đó. Có từ. Bổ nghĩa cho chữ đại đó. Có từ. Có từ. Rồi, phá đại là hơi lớn, rất lớn, có từ. Rồi, câu 57. Liêm chi vi dụng. Chi là từ. Ủa sao? Hai cái cái trợ từ kết cấu. Trợ từ. Đúng sao thì ta? Trước. Câu này trong đây không có trợ từ kết cấu, chúng ta chọn dễ nè. Trợ từ. Đây là một mẫu câu đặc biệt.
Liêm, vi dụng. Liêm để làm gì đó, thỉnh đứng ở đây nó bỏ đi cái giờ là tính cách độc lập của câu. Có nghe sư cô Kiên giảng bổ sung chưa? Sư cô giảng cũng có nói câu này nè. Ví dụ như là phụ mẫu chi ái tử, cũng là câu gì đó, cha mẹ thương con. À, đưa chữ chi vào để cho làm cho mất cái câu đi, biến thành ngữ thôi. Cái câu chỉ có ôn đi nha. Rồi 58, vậy. Liêm. Dĩ, ngự hàng, dĩ là gì? Okay. Giới tử. Dùng rèm để okay. Để là liên từ. À, để liên từ. Cái đó là liên từ. Mà chú ý mấy cái này bài liêm nhiều từ khó nè. Rồi tứ. Để vô chỗ lá đây cho ngồi dưới. Số từ. Số từ. Ai đang nói chuyện đây? Ai đang nói chuyện thì tắt mic. Số từ. Rồi 60 gì? Liên từ. À liên từ. Liên từ. Đây là nhớ hay liên từ. Không những thi xong mà còn nhớ hồi. Cái này là tôi sẽ cho thi thường đó. Học thì 7, 8 cũng thi đó. 61 hả? Khả là giới từ. Không. Khả là khả dị khả. Cố gắng. Rồi ôn lại tiếp. Khả. Đây. Chờ động từ. Khả đợi chờ động từ. Khả dĩ cho ông từ kỳ này không có nhiều, phải học vài chữ đi mua để vô làm mà quên nè. Khả nè, khả dĩ khả. Rồi 62 dĩ cho động từ. Ủa dĩ cái gì? Dĩ này dịch mấy cái bài mới không hay bài cũ? Lấy cái chuông cột mấy cổ con mèo. Giới từ. Lấy cái chuông cột cổ con mèo thì nó là giới từ. Đây gặp lại đây nè. Phụ mẫu chi ái tử nè. Cái chi này nó hay nè. Nó không phải là trợ từ cái cấu mà nó thủ tiêu tính chất độc lập trong câu. Nó lại là cha mẹ thương con. Không khác. Nhưng mà tại đằng sau nó có chữ không khác, thành ta hình chi ở đây. Để cái câu cha mẹ thương con biến thành cái ngữ, chứ không phải là một câu. Thành chi này là gì? Trợ từ. Trợ từ. Nó không phải trợ từ, nó trợ từ thôi. Rồi 64, chi? Trợ từ luôn. Trợ từ. Thì với những câu này dễ vì sao? Nó không có trợ từ kết cấu nè, nó dễ nè. Nó cũng không có đại từ, đúng không? Nếu mà có đại từ, trợ từ cho chúng ta kiếm thì cũng hơi mệt. Rồi tại, ngã tại gia. Tại này là gì? Động từ. Động từ. Động từ. Ý mấy câu này nè nha. Ngã tại Phật học viện. Tại là gì? Động từ. Rồi ngã tại học, tại gia, tha tại gia tu hành. Tại là gì? Ngã tại. Tại gia. Động từ. Tại. Giới từ. Giới từ. Giới từ. Nó không có giới từ hay không có động từ, nó dễ là chỗ này nè, chúng ta coi câu này nè. Tha tại gia. À, động từ. Hành. Tha tại gia tu hành. Giới thiệu cái nơi chốn anh ấy đang ở nhà làm cái gì? Tu hành. Giới thiệu cái nhà của anh ta. Cho nên là ở đây là giới từ. So sánh hai câu này ha. Tha tại gia, tại là động từ. Tha tại gia tu hành, tại là giới từ. Thuộc cái câu này, một câu này là chúng ta làm được giới động đó. Đúng rồi, làm. Rồi câu số 8. Tha tại gia. Tại gia học tập. Tại là gì? Giới từ. À, nhớ là giới từ. Rồi câu 69. Ngã tại Phật học viện học tập Hán ngữ. Tại là gì? Học viện. Ngã. Giới từ luôn. Giới từ. Mà thí dụ bây giờ đây. Nếu mà nói rằng đó không phải giới từ, mà có đây có một chữ động từ ở đây nè. Động từ. Đây, có chữ động từ ở đây ha. À. Đây, chúng ta so sánh nè. Bỏ đi cái chữ này.
6, 7, 10. Rồi, đại giới hay động? Động từ. Nhã tay là giới hay động từ. Ê, giới từ. Giờ chúng ta cứ luyện con này là chúng ta cũng nắm bắt. Giới hay động? Động. Động từ. Giới hay động? Giới. Giới. Rồi. Nghĩa là chúng ta nhớ ngã tại Phật quyền thì nó là gì? Động từ. Động từ. Nó có một cái cụm từ sau này để làm cái gì? Giới thiệu cái nơi chốn tôi đang ở học viện, nơi chốn để mà tôi học Hán ngữ. Cho nên là có cụm từ sau thì nó sẽ là giới từ. Giới từ. Anh đu lại mua bữa ra nó lộn cái này rồi gì đó. Lớp mình làm không được. Giới từ. Giới từ. Tại này là gì? Này động từ. Tại gia. Rồi câu này tại số 9 là gì? Giới từ. Giới từ nhớ. Rồi, dân vi quý, quân vi khinh. Câu này có điển tích rất là hay nè. Nhưng mà đưa vô để phân biệt nó là động với giới. Nên là giới hay động? Câu 70. Động từ. Động. Dân là quý, mà quân là... là gì? Nhẹ. Đó. Là hay làm thì nó là động từ. Như vậy nãy hai câu gì chúng ta nhớ không? Thân thì bị nước tắm chê cười. Rồi tử vì tôi mà hỏi Khổng Tử ý Mạnh Tử thì nó là giới từ. Còn câu này nó là động từ ha. Rồi coi mươi giả. Tự giả giả. Giả giả từ. Giả từ. Giả trời. 72 vô. Vô là khó từ. Khó từ. Chính xác không? Khó từ. Ừ. Thì nó không phải là danh từ đằng sau ha. Rồi câu dĩ nữa nè. Dĩ là gì? Dĩ là gì? Loại câu mà dĩ dĩ chúng ta sẽ học hoài. Chúng chịu khó học bây giờ đi ha. Lấy thùng múc nước. Giới từ. Giới từ. Khi nào là liên từ? Liên từ là nói giữa hai câu. Hai câu. Ý nghĩa là để ha. Rồi câu 74. Lấy tay đẩy. Liên hay giới? Giới. Rồi câu 75. Hai cô gái lấy cái chày đập y. Giới. Giới từ. Rồi. 76. Thường. Có từ. 77. Dĩ. Dĩ Phật Pháp. Giới từ. Lấy Phật Pháp, Phật dạy Pháp. Người. Lấy Phật Pháp dạy người. Rồi 78. Chấp nhận. Này giữa không giới từ cũng có mà cuối là tì cũng có nè. Rồi thì đại từ chúng mới á. Vậy lặp lại đấy chưa? Cuối tì cũng có, giữa học tì cũng có đó. Hành động. Hậu túc. Tay chân thì theo mệnh lệnh của não. Liên từ. À, để liên từ. Liên từ nhớ nè. Rồi động. Thu dạ. Có từ. Còn có thời gian ha. Và 82 hà. Nói vậy này có gì? Câu này mà ngừng ngừ đó thôi. Hà tới giờ là như cả chục chữ rồi nè. Đại từ. Đại từ. 83 nhiên. Nhiên là liên từ. Liên từ. Câu này đặc biệt cần phải chú ý ha. Phước nhiên vô thánh là nó rỗng rang không thánh. Cái này chỉ là cái trợ từ để mà như đệm nó thôi. Đó, những chữ khác là liên từ mà vô đây nó là trợ từ, chú ý, hơi khó chữ này nha. Chữ này xuất hiện không nhiều. Điều khó học đi. Rồi 84. Bất. Có từ. Có từ. Rồi 85. Dạ. Trợ từ. Dạ. Nghĩ. Vậy là giới từ. Giới từ. Giới từ. Nghĩa là sao không thức chi, thí chi, nghĩa là sao không thử nó bằng chân. Có nghĩa là cái gì? Lấy chân để thử nó. Rồi 87 hàm. Có. Có từ. 88 bất. Có từ. Này là không cần giải thích nữa nè.
89 dạ, cũng không giải thích nói nhanh. Đỡ dạ. Từ. 90 phủ. Đỡ từ. Là 90 ha. Rồi bây giờ chúng ta còn 10 câu nữa, hy vọng là chỉ là trễ vài câu thôi. Rồi. Hoàng thất thử nhân phủ. Phó từ. À, phó từ. Rồi thử. Đại từ. 93 khả dĩ. Trợ động từ. Khả dĩ là trợ. Trợ động từ ha. 94 giả. Trợ từ. À, nhớ là giả là trợ từ. 95 nghiêm. Phó từ. Phó từ. Hàng, nhưng mà nghiêm hàng có nghĩa là gì? Không phải lạnh một cách nghiêm trang mà rất là lạnh. Chúng ta nhớ là bổ sung chữ lạnh nè. 96 phó từ. À, phó từ. 97 17 phó từ hay liên từ? Mày nó đứng trước cái động từ nó chớ nói ha, là nói là phó từ. Phó từ. 98 tha. Đại từ. Ừ, tha là đại từ. 99 diệt. Phó từ là phó từ. 100 phó từ. Phó từ. Rồi, như vậy là chúng ta đúng giờ luôn á. Nếu không còn tâm sự gì hết là coi như xong luôn á. Còn nếu lớp chúng ta còn tâm sự nữa, không biết bao nhiêu phút thì không biết. Đúng là 4 giờ 15 phút đúng giờ. Thầy cô thấy là được chưa? Ôn vậy là được chưa? Hay là có gì khó hay thắc mắc nữa không? Trước khi thi được cô phải cho ôn thêm đến buổi nữa cô. Như vậy là học cách này là tôi đã ghi âm rồi, ghi hình luôn. Và coi như cái file này sẽ gửi vào văn phòng để phát lên học viện. Vì dù là lớp hôm nay chỉ có là khoảng 20-30 người, giờ này chỉ còn 19 người, nhưng mà lớp chúng ta là gần cả 100, thì có thể lấy cái file này để học. Nếu mấy thầy mấy cô mà trong quá trình đại trình bày ở đây mà chưa hiểu là chưa nhớ, chúng ta lấy ra coi lại lần nữa những cái file. Và nếu mà thấy cần gửi thêm thì sẽ gửi bên học viện những cái file mà trình chiếu hôm nay, để cho lớp chúng ta có thể là lót xuống. Còn những cái file đã lót rồi, ngữ pháp ghi là khóa 4, chúng ta đừng có đổi, vẫn là giữ bình thường, nghĩa là vẫn học bình thường, vẫn là sử dụng thi cái đó bình thường, không có gì khác cả. Thầy có ý kiến gì không ạ? Không có thì chúng ta hồi hướng. Thật sự thì trình bày đây là cũng là đuối lắm rồi, tại đau cổ đó. Thầy cô. Con Phật Thư, con hỏi một chút. Con muốn cái phần mà cái này là ở ngoài bài, cái phần mà để mình đánh cái chữ mà chữ Việt thành chữ Hán, chữ Hán thành chữ Việt, cái thưa cô, mình đã muốn đao xuống về cái máy á, thì mình đao như thế nào thưa sư? Lâu lắm không? Thì câu đó thì để ra giờ học hồi hướng xong cô giải thích, để cho ai muốn hồi hướng xong để nghỉ thì nghỉ, còn muốn ở lại thì cô sẽ chỉ cho cách đánh chữ Hán. Nếu mà ai muốn vẫn còn muốn đánh chữ Hán thì ở lại lớp. Thì câu đó hồi hướng xong mình sẽ chỉ ha. Cô tắt cái record này đi rồi cô chỉ. Rồi còn ai hỏi gì nữa không? Một Phật thưa sư. Con từ hồi nãy con bận con mất đi nộp cái tiểu luận á, sư giải thích cho con cái phần mà cái dịch Hán văn rồi dịch nghĩa đó, mà cái phần cảm tưởng á sư. Thì phần cảm tưởng cũng là sau cái phần hồi hướng luôn ha. Rồi, ai nữa? Những cái phần đó tại lớp đã biết rồi, mà mình nói đây hình như là tốn thời gian của lớp. Nên sau phần hồi hướng. Rồi ai nữa? Nếu không có thì hồi hướng, rồi xong là quản thiền nè. Với học viện Phật giáo này, nước tên gì ở lại để cô chỉ cho cách đánh tiếng Hoa. Cũng... Dạ, thưa chị Hỷ ạ. Rồi, bây giờ mời mấy thầy mấy cô hồi hướng. Hồi hướng nguyện đem công đức hướng cho tất cả đệ tử chúng sanh hiểu chứng thành phật quả. Thì cô thầy quen hồi hướng mình phát sĩ ha. Vậy là được rồi, thì bây giờ là ngưng cái đi kho.